Viên thân mến, như thường lệ, DCI Việt Nam sẽ có một chương trình có tên là chương trình gieo hạt về trí tuệ dành tặng cho tất cả anh chị học viên, những người đã yêu thích Năng Đoạn Kim Cương, những người đã tin tưởng Năng Đoạn Kim Cương và đặc biệt những người là fan của thầy Nguyễn Công Bình ạ. Và hôm nay Mai Hương lại tiếp tục được đồng hành với tất cả anh chị học viên ạ. Chúng ta có thể chào nhau bằng thật nhiều trái tim, thật là nhiều bông hoa được không ạ? Vâng, biết tất cả anh chị học viên rất là nhiều. Anh chị học viên thân mến, một trong 5 cái mục tiêu cuộc đời mà tất cả chúng ta đều đang hướng tới, đấy là mục tiêu về việc bình an, đúng không ạ? Chúng ta mong muốn cùng nhau hướng tới, đấy là tìm ra được cái sự bình an trong tâm trí của mình. Đây là một mục tiêu mà gần như trong cuộc đời này ai cũng đang tìm kiếm, và đặc biệt trong cái thời kỳ mà quá nhiều cái sự rối loạn như bây giờ, quá nhiều sự thay đổi như bây giờ, thì cái sự bình an được xem là một trong những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc, đúng không? Vâng ạ, anh chị học viên thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ rất là vui mừng ạ, và cực kỳ vinh hạnh để được chào đón đến chương trình ngày hôm nay sự có mặt, sự chia sẻ của cô Nguyễn Hà. Không chỉ là một giảng viên Năng Đoạn Kim Cương mà hiện tại cô Nguyễn Hà đang là một doanh nhân, là CEO của Abeli Việt Nam, và đặc biệt thì cô Nguyễn Hà là một trong những học viên cực kỳ tinh tấn của Năng Đoạn Kim Cương. Cô đã hoàn thành xuất sắc 12 cấp độ của Năng Đoạn Kim Cương rồi tất cả anh chị ha. Và nếu như ai mà đã đồng hành với Năng Đoạn Kim Cương một thời gian dài, mọi người sẽ biết tới cô Nguyễn Hà với một vai trò mà Mai Hương cũng rất là ngưỡng mộ và cực kỳ biết ơn. Đấy là một leader DCI Việt Nam ạ. Cô đã dẫn dắt đến chắc là hàng ngàn học viên DCI trên con đường thực hành Năng Đoạn Kim Cương rồi ạ. Còn điều gì nữa mà chúng ta không cùng nhau cùng Mai Hương ạ? Chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của người chia sẻ ngày hôm nay, người sẽ trao cho tất cả những học viên kinh nghiệm, những trải nghiệm của Năng Đoạn Kim Cương. Chào đón cô Nguyễn Hà. Rất là tuyệt vời ạ. Nguyễn Hà xin được gửi lời chào thực sự là chân thành và thân thương tới tất cả những anh chị em. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có thể gửi thật là nhiều số 8 cho MC và host Mai Hương của chúng ta không ạ? Và chào đón chúng ta đến với buổi sinh hoạt ngày hôm nay, buổi chia sẻ ngày hôm nay. Trước khi mà Hà có một chút xíu lời chào hỏi tới tất cả, Hà xin phép mà có những cô, những chú mà hơn tuổi cháu rất là nhiều nhưng mà con xin phép được xưng Hà luôn được không ạ? Trước khi chúng ta bắt đầu buổi ngày hôm nay, và nó là một buổi rất là định kỳ, thì chúng ta có thể chậm lại một chút để chúng ta cài một cái chủ đích nho nhỏ được không ạ? Bởi vì như Mai Hương đã nói, thay vì chúng ta ở ngoài kia có rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau, thì chúng ta ở đây cùng với nhau để cùng tìm hiểu, để cùng thực hành tinh tấn hơn Năng Đoạn Kim Cương. Vậy thì chúng ta có thể nhớ đến cái bước 1 của mình, cái điều chúng ta mong muốn nhất bây giờ được không ạ? Và hãy tận hưởng trong suốt khoảng tầm cỡ gần 2 tiếng sắp tới. Chúng ta sẽ Chúng ta sẽ cùng với nhau gieo thật nhiều hạt giống tuyệt vời. Cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tương tác, cùng nhau nói những lời có ý nghĩa và tử tế. Có được không ạ? Và tất cả những anh chị em trong Zoom của chúng ta là những mảnh đất siêu siêu màu mỡ ạ. Chúng ta đã sẵn sàng nhớ đến bước 1, đến điều mình muốn chưa ạ? Và sẵn sàng cài chủ đích để có 2 tiếng cực kỳ tuyệt vời chưa ạ? Bởi vì bí mật là hãy tận hưởng thực sự 2 tiếng này, vì chỉ mỗi 1 tiếng mà chúng ta tập trung với chủ đích này, thì 2 tiếng ở đây không phải là để Hà hay là Mai Hương chia sẻ với các bạn, mà là các bạn sẽ mang về một rổ hạt. Hà sẽ giới thiệu với một cái chút xíu cái trải nghiệm của mình ha. Mình tên là Sunny Nguyễn Hà và nick Facebook của mình cũng là Sunny Nguyễn Hà nếu mà các bạn vừa mới hỏi ạ. Và Hà bắt đầu học Năng Đoạn Kim Cương từ năm 2018. Hà bắt đầu học Năng Đoạn Kim Cương level 1 bằng việc khởi động đi học cùng với bố của mình, nắm tay bố mình lên sân khấu. Và khi mà được học, và thầy Bình có nói một câu mà Hà cực kỳ ấn tượng, đó là học Năng Đoạn Kim Cương không phải là chúng ta học kiếm tiền hay là phát triển bản thân gì thông thường, mà chúng ta học cách làm người. Và cái câu nói đó nó rất chạm với Hà, bởi vì ngay tại cái khoảnh khắc mà Hà đi học Năng Đoạn Kim Cương thì mình đã có một vài những cái sự thành công ban đầu trong cái công việc hay cuộc sống hay sự nghiệp của mình. Nhưng mà khi thầy nói như vậy á, thì mình cảm thấy rất là chạm, và đó chính là cái kim chỉ nam cho Hà đến thời điểm này. Để sau đó từ năm 2019 thì Hà bắt đầu bước chân trên hành trình trở thành leader, đồng hành cùng với cả những học viên để cùng với nhau thực hành. Khi mà thực hành á, thì bản thân Hà cũng đã có những cái trải nghiệm. Thực sự Hà rất là chân thành nói với cả nhà rằng là những trải nghiệm lên voi xuống chó. Có nghĩa là lúc mình bắt đầu mình thực hành rất là tốt và mình có rất là nhiều những cái kết quả. Đặc biệt mối quan hệ của Hà nở ra một người bạn đời mà gọi là đồng hành cùng với mình, học cùng DCI, cùng thực hành, cùng đi gieo hạt. Hà nở ra một cái kết quả là một gia đình 3 thế hệ. Ông bà tức là bố mẹ của Hà cũng học, cũng thực hành DCI, con cái cũng DCI, vợ chồng cùng DCI. Và đó là một cái sự hòa hợp mà Hà thấy rất là biết ơn. Rồi mình nở ra những cái kết quả trong công việc. Một lát nữa Hà sẽ chia sẻ liên quan đến sự bình an của chúng ta. Khi Hà học năng đoạn kim cương thì Hà gọi là đang gặp một cái khó khăn lớn về tài chính. Nhưng chỉ sau khoảng tầm cỡ 5 tháng thực hành thì mình đã có một cái cú rất là ngoạn mục và có một cái thu nhập gấp khoảng tầm 3 lần so với trước khi bắt đầu. Thì đấy là những cái kết quả nho nhỏ thôi. Và chính cái điều đó, nhưng cái điều quan trọng nhất, Hà rất là ngưỡng mộ khi hồi nãy Mai Hương hỏi chúng ta là mình muốn tài chính nhiều hơn thì mình comment số 1, và mình muốn sự bình an trong tâm hồn nhiều hơn, trong tâm trí nhiều hơn, mình comment số 2, đúng không ạ? Hà cực kỳ ngưỡng mộ chúng ta, bởi vì chúng ta có một trí tuệ rất sâu sắc khi chúng ta comment số 2. Tại thời điểm khi Hà học năng đoạn kim cương lần level 1, Hà nghĩ rằng sự bình an trong tâm trí không quan trọng lắm. Thực sự là như vậy luôn đấy ạ. Hà nghĩ rằng mình phải kiếm tiền trước đã, phải hạnh phúc cái đã, cũng phải khỏe mạnh cái đã, rồi kiểu gì sau đó cũng bình an. Thế nên Hà không có tập trung vào mục tiêu này. Nhưng điều bí mật ngày hôm nay chúng ta sẽ biết, nếu chúng ta có được sự bình an thì chúng ta sẽ có một sức mạnh rất lớn để chúng ta có thể biến 3 mục tiêu còn lại trở thành hiện thực. Và có một lát nữa thì Hà sẽ chia sẻ với chúng ta nhiều hơn ha. Và rất là vui được đồng hành cùng với cả Mai Hương, cùng với tất cả chúng ta ngày hôm nay. Và hy vọng rằng những sự thực hành của Hà có thể chia sẻ một phần nào cho chúng ta được không ạ? Biết ơn Mai Hương. Vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. Biết ơn cô Hà, bởi vì đã phát một cái tâm rất là lớn để ngày hôm nay có thể chia sẻ về những điều, một trong những cái mục tiêu rất là lớn mà tất cả anh chị đang quan tâm đến là sự bình an ạ. Anh chị học viên thân mến, với phần lời chào đầu của cô Hà vừa rồi, chúng ta hãy dành cho cô thật là nhiều trái tim và thật là nhiều bông hoa để ngày hôm nay của chúng ta có một buổi chia sẻ thật là tuyệt vời, thật là giá trị ạ. Vâng, cảm ơn tất cả anh chị học viên rất là nhiều. Và anh chị học viên cũng như cô Hà thân mến, tại sao mà DCI Việt Nam chọn cái buổi hôm nay là một buổi talk show liên quan đến sự bình an? Bởi vì thực tế trong cuộc sống hiện nay thì đa phần chúng ta đang gặp rất nhiều áp lực ở trong cuộc sống, đúng không? Rất nhiều cái thứ trong cuộc sống này, khó khăn, thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Cơm áo gạo tiền, và đặc biệt là rất nhiều cái thử thách liên quan đến công việc này, liên quan đến các mối quan hệ, khiến cho chúng mình stress lên rất là nhiều. Vậy thì anh chị học viên cho Mai Hương hỏi là có ai đang gặp những cái trường hợp là mình đang cảm thấy stress và áp lực trong cuộc sống? Comment giúp Mai Hương số 1 được không ạ? Mai Hương mặc dù ở đây thì trên cái con đường với năng đoạn kim cương tới với ngày hôm nay, giống như cô Hà chia sẻ, một hành trình thay đổi rất là nhiều, thì thực tế vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực ở trong cuộc sống này. Và ngày hôm nay thì Mai Hương cũng phát một cái tâm là trong buổi hôm nay cũng học hỏi được những cái kinh nghiệm từ cô Hà để mình có được cái sự bình an nhiều hơn ở trong cuộc sống này. Nên những cái comment số 1 của tất cả anh chị cũng là một điều mà Mai Hương rất là thấu hiểu ạ. Vậy thì bây giờ Mai Hương xin mời cô Hà cũng như tất cả anh chị học viên, chúng ta cùng nhau xem một video ha. Chúng ta cùng nhau nhìn nhận lại một tí, cùng nhau chậm lại một tí để xem ở trong cuộc sống này những cái áp lực, những cái stress mà chúng ta đối mặt thì những con người ở ngoài kia đang như thế nào nhá. Và xin mời tất cả anh chị học viên cùng cô Hà cùng xem một video. Khi người trẻ chọn cái chết để giải thoát nỗi buồn là điều đáng lên án. Tao bố mẹ ngày xưa khổ thấy vẫn chịu được, nhưng mà đến con thì con lại không chịu được. Hay là điều đáng để cảm thông. Mạng xã hội vẫn là một cái tác động rất là lớn, thì đâu có ai kiểm soát được những nội dung trên đó. Và liệu rằng khi xã hội ngày càng phát triển, người trẻ đang thiếu đề kháng với nỗi buồn. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 đối với nhóm tuổi từ 15 cho đến 29 trên thế giới, chỉ sau tai nạn giao thông, theo nghiên cứu gần nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và ngay tại Việt Nam thôi thì vấn nạn này còn dần không âm thầm nữa. Chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những bài báo, những thông tin chỉ từ năm ngoái cho tới năm nay về hàng loạt những vụ tự tử. Nhiều bạn trẻ đã cố gắng hoặc là đã tự kết thúc cuộc đời của mình. Đôi trai gái tự vẫn vì bị ngăn cấm tình cảm. Thanh niên bóp cổ người yêu rồi tự vẫn không thành. Hay gần đây nhất là một cô gái đu lan can với ý định tự kết liễu mình đã may mắn được giải thoát. Vâng, dường như khi đọc những thông tin này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là những hành động nông nổi và bồng bột. Nhưng mà liệu rằng có phải như thế thật hay không? Theo báo cáo của Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người tự tử do trầm cảm. 30% dân số Việt Nam mắc trầm cảm và trong số đó thì thanh thiếu niên ở thành thị có xu hướng là dễ gặp trầm cảm hơn. Liệu rằng có phải là khi xã hội càng hiện đại, áp lực mà người trẻ gặp phải và chống chọi cũng sẽ nhiều hơn? Chúng ta hãy cùng bước thử vào nội tâm của những người trầm cảm qua câu chuyện sau đây. Nhịp sống nhanh, liên tục thay đổi. Nhiều bạn trẻ cảm thấy lạc lõng, vô phương hướng trong các cơ hội học tập và công việc. Như với bạn trẻ này, sau khi mất công việc mình vô cùng yêu thích, căn bệnh trầm cảm đến với cô từ sự so sánh và tự đổ lỗi. Rất là buồn, rất là trống rỗng, rất là cần sự an ủi, nhưng mà khi mà nói ra thì sẽ sợ nó ảnh hưởng đến người khác và sợ là tại sao mọi người đều có thể mỗi ngày sống vượt qua rồi là đương đầu với những cái khó khăn còn mình thì không. Ví dụ như các bố các mẹ vẫn hay nói là tại sao bố mẹ ngày xưa khổ thấy vẫn chịu được nhưng mà đến con thì con lại không chịu được chẳng hạn. Thì đấy chính là cái rào cản lớn nhất mà mình không muốn chia sẻ cái câu chuyện với người khác. Mâu thuẫn trong nhiều năm với gia đình khi cha mẹ quá bao bọc, kiểm soát. Gặp khó khăn khi đi tìm việc, những bất hòa trong chuyện tình cảm. Là cử nhân của ngành tâm lý giáo dục, nhưng cô gái trẻ này lại không thể kiểm soát được tâm lý của mình. Từ 2017 cho tới khi mà tháng 12 năm 2019 là lúc đó là khá bình. Đầu tiên là mình không có kiểm soát được cảm xúc nữa, không ngủ được. Thậm chí lúc đó mình ở một mình cũng sợ, ở với nhiều người cũng sợ. Nếu như bây giờ ngủ luôn thì tốt biết mấy, đừng bây giờ dậy nữa thì tốt biết. Mỗi lần mình kiểu như là ngủ dậy cảm thấy rất là sợ. Bởi vì lúc đó ở có một mình thôi. Với một sự việc khó khăn mà nhiều người coi là bình thường, thì đối với những người đã gặp tổn thương về mặt tâm lý trong thời gian dài, đó có thể là một giọt nước tràn ly, khiến họ cảm thấy không đáng được yêu thương, mất niềm tin vào cuộc sống. Những người trầm cảm thì người ta sẽ nhìn thế giới qua một cái dây thừng, cái dây thừng để tự tử đó. Thì người ta nhìn thấy qua cái dây thừng đó, đó chính là thế giới của người ta. Còn những xung quanh cái gì tốt đẹp nhất của thế giới này, họ đều cảm thấy không còn thuộc về họ nữa. Nếu mà mình chết đi thì sẽ tốt với tất cả mọi người, từ mình tới gia đình mình cho tới mọi người nữa. Mà cũng sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa, cũng sẽ không phải phiền phức bởi những cái thứ nữa. Ba mẹ cũng sẽ không phải lo nữa, người yêu của mình cũng sẽ không phải bận tâm tới mình nữa. Tháng 12 năm đó mình tự tử là mình rạch tay, cắt tay. Mọi người sẽ được giải thoát. Tại nước ngoài, đã có nhiều ngôi sao trẻ chọn kết thúc cuộc đời vì những áp lực, chỉ trích. Một kết thúc mà chúng ta hối lỗi cũng chẳng giải quyết được gì khi đã xảy ra. Vâng ạ, anh chị học viên thân mến, vừa rồi là một video mà ban tổ chức tìm được khi tìm hiểu về cái chủ đề liên quan đến những áp lực ở trong cuộc sống và làm sao chúng ta có được sự bình an. Và Mai Hương biết rằng thì ở trong cuộc sống này, và đặc biệt như video có chia sẻ một câu nói mà Mai Hương rất ấn tượng, đấy là có phải chăng liệu xã hội càng phát triển thì chúng ta lại càng yếu đuối trước những cái áp lực ở trong cuộc sống này? Có phải chăng cái sự phát triển nó lại đi ngược với cái sự phát triển bản thân của chúng ta? Xã hội càng phát triển thì chúng ta lại càng yếu đuối hơn, chúng ta lại càng không thể vượt qua được những áp lực ở trong cuộc sống này. Đấy là một cái câu hỏi mà Mai Hương cũng rất là thắc mắc. Và với cái điều này thì Mai Hương cũng rất muốn đặt một câu hỏi cho cô Nguyễn Hà, bởi vì cô có một hành trình thực hành năng đoạn kim cương mà Mai Hương cực kỳ ngưỡng mộ. Liệu thì cũng giống như cái video đấy thì cô Hà có thể chia sẻ giúp Mai Hương thì mình đã có những cái vấn đề nào trong cuộc sống, những cái thử thách lớn nào trong cuộc sống mà mình cảm thấy áp lực, mình cảm thấy mệt mỏi, và trên cái những áp lực mệt mỏi đấy và mình đã vượt qua nó như thế nào được không ạ? Cảm ơn Mai Hương. Thực ra không biết cảm xúc của cả nhà mình thế nào, chứ khi mà Hà xem cái video này á thì nó rất chạm đối với Hà. Và Hà mong muốn trước khi Hà chia sẻ cái điều của Hà thì Hà mong muốn chúng ta cũng hãy có một cái ý định. Chúng ta biết được rằng đấy là thực trạng, không phải chỉ có thể là của một vài trong số chúng ta đang ở đây. Tất cả chúng ta đều đã, đang và chắc chắn là sẽ có những áp lực trong cuộc sống, đúng không ạ? Vậy thì, và ở bên ngoài kia, càng ngày càng nhiều người. Nên nếu như giả sử ngày hôm nay chúng ta nghe được một từ khóa nào đó mà chúng ta có thể áp dụng được vào cho chính chúng ta, thì chúng ta hãy áp dụng nó và mang nó ra ngoài kia để giúp đỡ thật nhiều người. Bởi vì rất nhiều người đang cần chúng ta vì điều này ạ. Hà chia sẻ với cả nhà, Hà đã từng có tình trạng như vậy ở mình, không đến nỗi là mình nghĩ đến chuyện tự tử đâu ạ. Nhưng mà mình đã từng có lúc là mình chui vào trong cái tủ quần áo đấy cả nhà ha, cãi nhau với chồng, áp lực với cuộc sống, thế là mình chui vào trong tủ quần áo để mình gọi là nằm ở trong đấy. Và đúng giống như cái nhân vật kia nói là giá như cái cánh cửa tủ này không bao giờ mở ra, và mình sẽ gọi là mình sẽ biến mất luôn trên cuộc đời này. Hà đã từng có suy nghĩ như vậy ạ, nên Hà thực sự thấu hiểu khi chúng ta có những cái áp lực cả nhà ha. Còn nói về cái việc áp lực lớn nhất đến thời điểm này Hà có thể nhớ đến thì có lẽ chính là áp lực về tài chính ạ. Bao nhiêu trong số chúng ta ở đây chúng ta đã từng có áp lực về tài chính giống như Hà ạ. Năm 2017, 2018, trước đấy thì Hà là một người tạm gọi là thành công với cái thu nhập cũng khá là tốt, một công việc cực kỳ tuyệt vời. Năm 2017 thì Hà bắt đầu đầu tư vào một cái dự án, vì mình nghĩ rằng mình rất giỏi. Từ trước giờ mọi thứ nó rất là suôn sẻ, mình kiếm tiền rất dễ cả nhà. Và mình nghĩ rằng mình rất là giỏi, thế là mình cùng với bạn đầu tư vào một cái dự án hàng tỷ đồng năm 2017. Thế khi bắt đầu mà đầu tư xong á, thì chỉ có một tuần chuẩn bị khai trương vào cái dự án đấy thì nó fail ạ, nó thất bại. Cái người bạn ấy không làm với Hà nữa. Và và dẫn tới bắt đầu mình thành lập một công ty ra và rất nhiều anh chị em và mình là người đứng đầu. Mình bắt đầu mình không biết phải làm thế nào, loay hoay với một cái vòng luẩn quẩn. Và tiền thì đầu tư rồi, thuê hẳn một cái căn nhà rất là lớn ở ngay một cái phố rất lớn ở Hà Nội để làm. Và sau đó mỗi một ngày mở mắt ra cả nhà, nó có thể là một số tiền không nhỏ đối với không lớn đối với cả nhà, nhưng nó lớn đối với Hà. Mỗi một ngày mở mắt ra biết được rằng ngày hôm đó mình mất 7 triệu. Cứ mỗi một ngày mở mắt ra là biết mình mất 7 triệu. Tức là mỗi một tháng mình sẽ mất đi khoảng tầm cỡ 200 triệu. Cứ như vậy đều đặn trong vòng khoảng tầm cỡ gần 6 tháng cả nhà. Gần 6 tháng. Và đối với Hà thì nó là một cái sự áp lực rất là lớn, rất là lớn. Mình cứ loay hoay tìm cái cách này, tìm cách kia, cực kỳ mệt mỏi. Cực kỳ mệt mỏi. Và lúc đó cái tâm trạng của mình là thực sự Hà không biết chúng ta có như Hà không, cực kỳ hoang mang. Không biết tại sao nó lại diễn ra như vậy với mình. Tại sao mà mình là một người rất tốt, mình chẳng bao giờ mình lấy tiền của ai. Và bắt đầu lúc đó Hà đi đổ lỗi cả nhà. Hà đi đổ lỗi ạ. Hà đổ lỗi là tại sao mà cái người đối tác đấy của Hà họ lại tệ như vậy. Lúc đấy Hà nói là họ phản bội mình ạ, họ phản bội mình. Tại sao mà những cái người anh chị em ban đầu tiên đồng hành cùng với mình khi mà công ty gặp khó khăn một cái, tại sao họ lại quay lưng lại với mình và để mình đứng mũi chịu sào? Và mình đổ lỗi cho rất nhiều người. Sao mình đổ lỗi cho con mình? Tại sao lúc đấy con của mình lại không ngoan? Tự dưng mọi thứ nó xung quanh nó rất là, đúng là một cái kiểu là hỗn loạn đấy cả nhà. Đó là cuối năm 2017, đầu 2018 ạ. Và đó là một trong những cái áp lực mà đối với Hà thì Hà biết ơn nhất. Bởi vì từ đó mà Hà biết đến năng đoạn kim cương ạ. Nó giống như một cái phao đối với Hà. Hà chưa học hẳn lúc đó năng đoạn kim cương, nhưng được biết đến và chia sẻ, được nghe câu chuyện cây bút và sau đó bắt đầu thực hành. Thì cái điều mà khiến Hà có thể vượt qua đó là cái lúc đó thầy của Hà thầy chúng ta bảo rằng là không cần làm gì, đừng làm gì cả, không cần nhìn vào vấn đề của mình nữa, hãy bắt đầu chia sẻ đi. Nhà mình phải biết cái cảm giác là bây giờ tôi phải đi chia sẻ trong khi tiền tôi chẳng có. Gia đình thì hai vợ chồng thì rất là căng thẳng, con cái thì rất là không ngoan, mọi cái gì áp lực nó đổ đến đầu mình, mình phải đi chia sẻ đi. Nhưng lúc đó đúng thực sự là không biết cái gì nó khiến Hà có thể bắt đầu. Và Hà bắt đầu lúc đấy hành trình chia sẻ. Hà chia sẻ điên cuồng cả nhà. Thầy nói rằng là hãy chia sẻ trực tiếp, Hà đi chia sẻ trực tiếp. Mình có 10.000 mình cũng chia sẻ, 20.000 mình cũng chia sẻ. Hà bắt đầu Hà chia sẻ điên cuồng. Thầy bảo là trực tiếp ít thì đi làm gián tiếp. Thế là thế là nhà mình phải biết được là Hà quay đến hàng trăm cái video livestream, đến lúc đấy có chắc là một tuần cứ đều đặn hàng nghìn cái, gọi là đến thời điểm lúc đó mà Hà thống kê sau này cả nhà, hàng nghìn cái livestream, hàng nghìn cái video cứ làm liên tục. Tôi không có, tôi có kiến thức tôi chia sẻ. Và xong rồi sau cái khoảng đó thì đúng là từ một cái con số âm 200 triệu một tháng, và và đến tháng, chính thức là đến tháng 10 năm 2018 thì tình hình tài chính, cái hạn bắt đầu nó nở ra và nó đầu quay trở lại. Và như Hà nói hồi nãy đó, cái thu nhập của mình lúc đó tháng 10, tháng 11 năm 2018 nó gấp 3 lần so với cả cái thu nhập trước đó. Và mình chính thức bước qua được một cái mốc đầu tiên. Và lúc đó bài học đầu tiên mà Hà học được, và đây cũng là bài học đầu tiên mà chúng ta sẽ nhớ về việc trầm cảm hay căng thẳng hay tự kỷ hay sự bình an này cả nhà. Chúng ta sẽ căng thẳng, sẽ tự kỷ, thậm chí sẽ trầm cảm và nghĩ đến những điều tiêu cực khi chúng ta chỉ nhìn vào vấn đề của mình. và nghĩ rằng mình là nạn nhân của cuộc sống. Đúng không cả nhà? Và Năng Đoạn Kim Cương thì cho Hà lúc đấy bước sang một cái tư duy hoàn toàn khác. Đằng nào ai cũng có vấn đề. Cứ để vấn đề của mình ở đây đi. Nhìn xung quanh đi. Xem có ai có vấn đề không, giúp họ giải quyết nó. Và Hà làm theo đúng y vậy. Không tin lắm đâu cả nhà, nhưng nó là cái phao. Và đó là cái cách mà Hà bắt đầu vượt qua cái cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của Hà về tài chính. Để cho mình có thể gọi là vượt lên và đi lên. Để có thể xây dựng một cái sự nghiệp của riêng mình, cái gia đình tốt hơn. Và mọi thứ nó thực sự đã tốt hơn so với cả ngày đó. Nên thực sự Hà rất là biết ơn cái câu nói của thầy của chúng ta. Đó là gì ạ? Bỏ qua vấn đề của mình đi. Trao đi điều mình muốn đi. Đấy là cái trải nghiệm của Hà ha. Nên chúng ta hãy nhớ, cái từ khóa đầu tiên Hà rất mong muốn chúng ta hãy nhớ. Để vấn đề của mình ở đó. Nhìn sang xung quanh xem ai có vấn đề không. Giải quyết vấn đề của họ. Không bao giờ có thể trầm cảm được. Vì tất cả những người trầm cảm là những người, mình nói lúc đó chúng ta không phải là chúng ta, mà khi đó chúng ta đang ích kỷ. Chúng ta chỉ nghĩ đến vấn đề của mình thôi. Biết ơn cả nhà. Vâng ạ, cảm ơn chị Hà vì một câu chuyện ạ. Anh chị học viên thân mến, thực sự là giống như chị Hà chia sẻ thì một trong những áp lực vô cùng lớn ở trong cuộc sống này của chúng ta đấy là áp lực về tài chính, đúng không? Thì cô Hà cũng đã có một cái hành trình phải đối diện với cái áp lực về tài chính đấy. Và dĩ nhiên khi mà áp lực tài chính giống như cô Hà chia sẻ, mở mắt ra là thấy 7 triệu rồi thì đâu còn tâm trí để mà bình an nữa, đúng không? Đúng không tất cả anh chị học viên? Và cái câu chuyện của cô Hà thì có một thông điệp Mai Hương thấy rất là thú vị. Đấy là bỏ qua cái điều đấy đi và tập trung vào cái việc là xem có ai cũng như mình đi giúp đỡ họ, đúng không? Có vậy thì cô Hà có thể chia sẻ cho Mai Hương đó có phải là cái bí quyết mà cô dùng để vượt qua những cái khó khăn, những cái rào cản, những áp lực ở trong cuộc sống của mình? Và cụ thể thì cô đã làm từ cái câu nói đó trở thành những cái việc trong cuộc sống, việc ở trong hàng ngày như thế nào? Và cuối cùng thì cái kết quả thực sự mà nãy cô chia sẻ là bây giờ mọi thứ nó đã khác hơn rất là nhiều, thì mọi thứ đã khác như thế nào ạ? Có 2 câu nha, cô có thể chia sẻ cái điều này dành cho tất cả anh chị học viên ạ. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Mai Hương ha. Đúng như Hà nói hồi nãy đấy ạ. Tức là khi mình ở trong một cái trạng thái khó khăn như vậy thì mình chỉ có thể, tức là thông thường chúng ta sẽ chỉ tập trung vào vấn đề của mình thôi, và chúng ta sẽ bắt đầu nghĩ đủ cái và đổ lỗi đủ cái. Nhưng Năng Đoạn Kim Cương cho chúng ta điều đó, đúng không ạ? Chúng ta ở đây chúng ta đều học, và thầy cho chúng ta một cái giải pháp và một cái niềm tin rất là rõ, đó là bạn cứ trao đi điều bạn muốn đi thì bạn sẽ có được cái kết quả mà bạn muốn, đúng không ạ? Nên là cái mà Hà thực hành đúng chính là cái điều đó, tức là cái từ khóa của Hà để có thể vượt qua được cái giai đoạn về khó khăn nhất về tài chính đó. Tổng như vậy nhà mình phải biết là như vậy Hà đã mất đi khoảng tầm cỡ 3 tỷ ha. Từ đầu đến cuối trong cái khoản đó. Và để mình có thể vượt qua cái điều đó thì cái phương pháp Hà áp dụng duy nhất đó chính là Đó chính là trao đi điều Hà muốn. Vậy thì chúng ta đã học Năng Đoạn Kim Cương, chúng ta biết được rằng là nếu chúng ta gặp vấn đề về tài chính, nếu bây giờ chúng ta đang có những áp lực về tài chính cả nhà, thì nó đến từ đâu ạ? Chúng ta có thể chia sẻ cho Hà được không ạ? Thầy chúng ta dạy như thế nào trong DCI Level 1 ạ? Thầy chúng ta dạy là nó đến từ những cái hạt giống xấu trong quá khứ của chúng ta, đúng không ạ? Những hạt giống trộm cắp. Vậy thì khi mình hiểu cái điều đó, đúng rồi, rất tuyệt vời, nhân quả, thì mình không còn đổ lỗi được nữa. Mình chẳng thể đổ lỗi cho ai cả. Nên là phương pháp của Hà áp dụng đó chính là Hà trao đi điều Hà muốn. Và Hà trao đúng y như thầy nói luôn ạ. 3 cách, liên tục 3 cách. Đầu tiên đó là Đó là trực tiếp. Thì cách Hà làm chính là Hà gieo tiền. Hà gieo tiền, mình không có nhiều tiền. Lúc đó mình bắt đầu mình bỏ 10.000 ạ. Và lúc đấy thì Hà làm một cái rất là đẹp. Không có tiền cả nhà nhá. Nhưng lúc đấy mình ở trong một cái team doanh nhân, và tình cờ mọi người nói rằng là chia sẻ 10.000 cuốn sách quản lý nghiệp ạ. Thế là Hà bắt đầu mới thôi được rồi, mình chỉ còn tí ít tiền thôi. Thế là Hà đăng ký mua. Lúc đấy là Hà nghĩ là khoảng tầm cỡ 400 cuốn, khoảng cỡ đấy, cuốn sách quản lý nghiệp, và để tặng ạ. Mình bắt đầu mình không có tiền thì mình cũng đi, mình tóm lại mình cứ thử ra xem điều gì nó diễn ra. Thế là Hà bắt đầu đi tặng gọi là rất nhiều của những cuốn sách quản lý nghiệp. Vậy thì mình giao cả trực tiếp về tiền của mình mua nó hôm nào, mình giao gián tiếp cả về trí tuệ. Rồi mình chia sẻ để có thể giúp đỡ mọi người thông qua những cái video của mình, vì Hà có khá là nhiều những kiến thức và những trải nghiệm. Rồi mình livestream, rồi mình có những buổi dạy, rồi mình có những buổi coaching. Mình cứ làm liên tục như vậy ạ. Và làm free cả nhà ha, làm miễn phí. Và khi cuối cùng kết quả nó nở là là thực sự là nó tại cái thời điểm đó thì mình lỗ 200 triệu bên này, thực sự nói luôn cho nhà mình là mình có con số luôn ạ. Mình có một cái nguồn thu nhập khác khoảng tầm 100 triệu. Thì nó lỗ 200 triệu bên này có nghĩa là một tháng thì mình âm 100 triệu thu nhập ạ. Đó. Và đều đặn như vậy thì sau khi mà mình làm như vậy thì cái thu nhập nó quay trở lại khoảng tầm cỡ 300 triệu vào tháng 10 tháng 11 năm 2018 trở đi ạ. Và mình bắt đầu có thể dùng rỉnh sông xanh, nên là lúc đấy vẫn còn và còn tiếp tục là giao tiếp nhà tình thương. Hà vẫn còn nhớ lúc đó, sau đó thì đến tháng 11 năm 2018, chính bởi vì như vậy nên Hà giao một căn nhà tình thương vào trong DCI, và thầy mình cũng tặng lại cho Hà một căn nhà tình thương đối ứng để Hà có thể giao về Thanh Hóa. Đấy là cái kết quả của Hà lúc đó. Thì xin tặng hạt giống mà mình có thể lội ngược dòng ha, cho cả nhà mình bằng đúng một cái việc duy nhất thôi: trao đi điều mình muốn. Vâng ạ, anh Triều Viên thân mến, một câu chuyện rất là truyền cảm hứng đúng không? Quay đi thì chúng ta vẫn có một cái chủ đề liên quan đến tài chính, là một thứ mà cô Hà đã gặp rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Và với cái điều là thực hiện trao đi điều bạn muốn thì đã giải quyết được vấn đề đấy. Và sau khi giải quyết được vấn đề liên quan đến tài chính thì chúng ta thử hỏi cô Hà một điều ha. Vậy thì theo cô Hà bây giờ mình đã tìm được cái sự bình an thực sự trong cuộc sống này chưa ạ? Mình có phải là một người bình an không ạ? Hay quá, một câu hỏi rất là hay đúng không ạ? Hà hỏi tất cả chúng ta ở đây ạ, chúng ta nghĩ thế nào? Đầu tiên thì Hà xin chia sẻ một chút xíu cái Hà nghĩ rằng chúng ta nên nói thêm một chút xíu trước về sự bình an được không Mai Hương? Xin phép host Mai Hương ha. Theo cả nhà mình thế nào được gọi là sự bình an ạ? Chúng ta biết được trong 5 mục tiêu cuộc đời thì cái sự bình an đó là đầu tiên. Vậy thì nhà mình thấy thế nào được gọi là sự bình an ạ? Để chúng ta có một cái định nghĩa trước để xem mình có thực sự là người bình an không ha. Và tại sao Hà lại nói rằng chúng ta phải bình an trước thì chúng ta mới có thể thành công được ạ, và hạnh phúc được ạ? Theo chúng ta thì thế nào là bình an ạ? Chúng ta hãy xác định là chúng ta ở đây để giao hạt cùng với cả Hà và Mai Hương ha. Bình an là hạnh phúc với những thứ mà mình đang có, không cần lo lắng, vui vẻ hạnh phúc. Rất là tuyệt vời. Không đau khổ với quá khứ. Làm chủ tâm trí. Theo quan điểm cá nhân của Hà ha, theo quan điểm cá nhân của Hà thì gì ạ? Thì sự bình an nó nói một câu rất là đơn giản thôi ạ. Đó chính là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ạ. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ạ. Có nghĩa là như thế nào ạ? Có nghĩa là chúng ta ở trong cuộc sống này, nếu chúng ta sẽ có rất nhiều điều trong cuộc sống xảy ra với chúng ta đúng không ạ? Sẽ có những lúc mà chuyện rất là vui diễn ra. Nếu Mai Hương bảo rằng chị Hà ơi, em cho chị 1 tỷ này, thế là mình ôi sướng. Hay là chị Hà ơi, em cho chị một vé đi vòng quanh thế giới, đi du lịch với em đi. Kiểu như vậy mình có nhảy cẫng lên không cả nhà? Trúng số rồi, yeah. Thế là mình sẽ gì ạ? Rất là vui. Thì mình quá vui. Vui xong bắt đầu rồi mình lại gì ạ? Một lúc sau mình về mình cãi nhau với chồng, mình cãi nhau với vợ đúng không ạ? Hoặc là con của mình làm sao đó, mình lại bắt đầu tiêu. Mình lại cảm thấy rất là buồn. Tại sao cuộc đời của tôi nó lại khổ như vậy? Tại sao tôi lại thế này, tôi lại thế kia đúng không ạ? Thì đấy chính là gì ạ? Đấy chính là cái sự không bình an. Ngày xưa Hà là một người như vậy cả nhà. Ngày xưa trước khi biết đến DCI, Hà là một người như vậy. Mình nói rằng mình là một người cực kỳ cảm xúc, yêu ghét rõ ràng, vui có buồn có. Nên là ngày xưa ấy, khi mà Hà nhìn những người họ cứ bình thường, bình an như thế này á, Hà bảo rằng người này không có cảm xúc. Nhưng mà cái sự lên xuống liên tục bấp bênh về mặt cảm xúc đó, nó khiến cho cuộc sống của mình cực kỳ vất vả. Vậy sự bình an ở đây đó là chúng ta có thể làm chủ được tâm trí, làm chủ được cuộc sống của chúng ta, để cho dù cho bất kể điều gì diễn ra đi chăng nữa thì tâm của chúng ta vẫn bình an phẳng lặng ở bên trong. Có nghĩa là nếu có một tin gì đó quá vui, chúng ta vui, yes. Và chúng ta biết được rằng cái trí tuệ là gì ạ? Nó đến từ phía chúng ta đúng không ạ? Hạt tốt của chúng ta nở. Nếu có một cái gì đó rất là buồn thì mình cũng không cần phải đau khổ hay là gì ạ? Thôi tôi trầm cảm đây, tôi phải tôi tự tử đi để cho gia đình tôi gì ạ? Đừng nghĩ ngợi hay cái gì đó. No. Cuộc sống nó diễn ra những điều không như ý, chúng ta cũng gì ạ? Chúng ta cũng có thể gì ạ? Chúng ta có thể cân bằng được. Đấy là sự bình an đối với cá nhân Hà ha. Vậy nên là gì ạ? Nếu mà Mai Hương quay trở lại câu hỏi của Mai Hương ạ, vậy thì với cái việc đó là bình an, và nếu điểm nó là 10, cả Mai Hương và cả nhà chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ xem và tự đánh giá xem chúng ta có thể đang bao nhiêu điểm được không ạ? Đối với cá nhân của Hà ha, Hà chưa dám nói rằng là gì ạ? Là mình là một cái người 100% bình an. Thực sự đôi khi mình vẫn bị những cái cảm xúc tiêu cực, đôi khi mình vẫn bị những cái việc là lên quá cao là xuống quá thấp. Nhưng mà với cá nhân Hà thì sau một cái quãng thời gian mà mình thực hành DCI á, cái điểm của sự bình an bên trong của mình đến thời điểm này nó có rơi vào khoảng tầm cỡ 9 điểm để tự đánh giá cho bản thân mình. Và cách đây không lâu thì vào đầu năm nay thì Hà xảy ra một biến cố cả nhà, cũng là một biến cố lớn về mặt tài chính ạ. Và khi đó thì cái tâm của mình bên trong rất là bình an, mình đón nhận rất là thảnh thơi. Hà khi đó còn gọi cho thầy Bình của chúng ta mà kể chuyện. Thầy Bình bảo em trưởng thành rồi. Thầy Bình bảo em trưởng thành rồi vì là thầy Bình hỏi Hà là vậy thì khi biến cố này xảy ra em thấy thế nào? Hà bảo rằng là em thấy nó bình thường. Em thấy bình thường bởi vì em biết được rằng đến từ phía em. Khi chúng ta biết được khi biến cố xảy ra mọi thứ đến từ phía mình nhận trách nhiệm 100%, thì khi đó mình thực sự có được sự bình an ở bên trong. Khi đó cái nội lực của chúng ta ở bên trong nó thực sự mạnh mẽ. Và nhờ DCI, thực sự nhờ thực hành DCI thì của Hà nó đã từ, Hà nghĩ chắc là từ 5-6 điểm ha, nó lên được khoảng tầm, đến thời điểm này chưa được tối đa nhưng nó rơi vào khoảng tầm cỡ 8 điểm rưỡi 9 điểm. Vẫn có những lúc lên xuống. Đấy là câu trả lời của chị ha. Còn Mai Hương thì bao nhiêu Mai Hương? Vâng ạ, chị rất ngưỡng mộ sự bình an của chị Hà, 9 điểm ạ. Và cũng rất ngưỡng mộ sự bình an của tất cả anh chị với những cái con số rất là cao ạ. Còn em hình như là nãy em có comment con số đầu tiên luôn em là số 1. Có ai số 1 đồng bọn giống Mai Hương thì comment số 1 giúp Mai Hương với ạ. Mai Hương là một người rất khó an, bởi vì giống như thầy Bình hay tất cả mọi người đều chia sẻ thì Mai Hương là một người sống rất là cảm xúc. Nhưng bây giờ số 1 của Mai Hương thì nó đã tốt hơn với Mai Hương ngày xưa. Đấy là Mai Hương nếu như ngày xưa comment chắc là số 0 luôn. Không bao giờ bất biến giữa dòng đời vạn biến được. Có nóng giận là nóng giận, có tức giận là tức giận. Cảm xúc như thế nào thể hiện rất rõ. Nhưng mà bây giờ thì gần như sau khi đến với Năng Đoạn Kim Cương thì mình cảm thấy mình tốt hơn rất là nhiều. Chị Hà có thể thấy một phiên bản Mai Hương điềm tĩnh hơn. Tất cả anh chị học viên có thể thấy được cái sự thay đổi của Mai Hương từng ngày, đúng không? Đấy là một điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn Năng Đoạn Kim Cương. Và chị Hà thân mến, thì nãy trong cái câu chuyện của chị em có một cái thứ mà em cực kỳ ngưỡng mộ. Trong câu chuyện đấy chị còn nói một cái điều. Đấy là nếu như mình biết được mọi thứ đều đến từ phía mình thì mọi cái biến cố trong cuộc sống này mình thấy nó đến và đi một cách rất là vô thường, và mình chịu trách nhiệm với điều đấy rồi thì mình cảm thấy cực kỳ bình thường. Vậy chị Hà có thể chia sẻ giúp Mai Hương là cái bài học nào ở Năng Đoạn Kim Cương mà khiến cho chị thay đổi lập tức cái nhận thức, cái tư duy đấy là mọi thứ đều đến từ phía mình, để chị đón nhận mọi thứ trong cuộc sống này một cách vô thường như thế ạ, bất biến giữa dòng đời vạn biến. Phải đính chính một chút là chị chưa bất biến được làm đâu Mai Hương ha. Đáng nói là điểm chỉ khoảng tầm cỡ cao. Và đến thời điểm này nó như vậy thôi, chứ còn không biết tương lai thế nào nữa ha. Thực sự ấy, có một cái bài học mà đối với Hà thì nó rất quan trọng, nhưng nó vô cùng khó cả nhà. Bài học đó chính là bài học của câu chuyện cây bút, đúng không Mai Hương? Chúng ta đã học DCI level 1, chúng ta, anh chị em của chúng ta đều học rồi đúng không ạ? Những thành viên mà chúng ta chưa học nhất định phải cố gắng để nghe câu chuyện cây bút ha. Thì có một bài học rất là quan trọng, đó là bài học số 3 của câu chuyện cây bút. Đối với Hà, đây là bài học quan trọng nhất và đây cũng là bài học khó nhất cả nhà. Khi Hà bắt đầu đi học DCI level 1 về, Hà cực kỳ tự tin. Hà nói như thế này: sau khi mà em nghe câu chuyện cây bút xong, em về em rất tôn trọng thế giới quan của mọi người. Em không còn chê bai phán xét mọi người nữa. Và lúc nào em cũng chịu trách nhiệm 100%. Có ai đó giống Hà ngày xưa không ạ? Rất thừa tự tin. Sau này mình mới nhận được ra rằng mình làm sao ạ? Mình chỉ là không nhận thức được rằng mình không chịu trách nhiệm mà thôi. Có nghĩa là gì? Chúng ta nghĩ rằng sau khi chúng ta nghe câu chuyện cây bút xong, đây là một công cụ cực kỳ quan trọng, và bài học số 3 là bài học cho chúng ta có được cái gì ạ? Cái trách nhiệm này, cái nội lực bên trong này cả nhà. Đó, vậy thì chúng ta hãy nhớ, đây là bài học chúng ta cần phải thực hành liên tục. Với Hà thì nó khó, và Hà đang nỗ lực mỗi ngày để có thể thực hành bài học này, để chúng ta có thể có được cái gọi là cái sự chịu trách nhiệm ở bên trong. Thì khi đó chúng ta bắt đầu mới có thể gọi là có sức mạnh, như thầy nói của chúng ta có sức mạnh để chúng ta có thể có nội lực, chúng ta vượt qua được những cái thử thách trong cuộc sống ạ. Vâng ạ, chị Hà thân mến, nãy theo cái khảo sát của em thì ở trong này cũng rất nhiều anh chị học viên chưa học đi xe cấp độ 1 đúng không ạ? Chắc chắn là chưa biết câu chuyện cây bút rồi, một trong những câu chuyện thay đổi cuộc đời của hàng triệu người. Và mọi người có muốn chúng ta cùng nhau chúng ta look back lại một tí, dành một cái khoảng thời gian chậm lại một tí, chúng ta chiêm nghiệm lại câu chuyện cây bút được không ạ? Và Mai Hương rất muốn là cô Hà có thể kể lại câu chuyện cây bút dành cho tất cả những học viên ở đây để chúng ta có một cái dấu ấn mạnh, đúng không ạ? Hãy thả cái tim nhiều hoa để cô Hà kể lại câu chuyện cây bút cho tất cả chúng ta. Mai Hương rất là tạo điều kiện cho Nguyễn Hà đúng không ạ? Chúng ta rất là biết ơn. Người thầy của chúng ta nói rằng là gì? Nếu chúng ta kể câu chuyện cây bút này, nghe câu chuyện cây bút này 2000 lần, 3000 lần thì cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi ạ. Và Hà cũng xin tặng hạt giống này cho chúng ta. Đến thời điểm này, đến ngày hôm nay, khi được kể ở đây thì Hà đã liên tục kể câu chuyện cây bút đến 1600, lần này là 57, 1657 lần kể câu chuyện cây bút đến thời điểm này. Đó là lúc mà Hà đếm ha, còn trước đó thì không đếm. Nên là xin được tặng hạt giống này cho cả nhà. Và thực sự đây là một câu chuyện rất là quan trọng. Chúng ta hãy cùng nhau gì ạ? Chúng ta lắng nghe và chúng ta cùng chiêm nghiệm ha. Hà muốn chúng ta lắng nghe với chủ đích này ạ. Tất cả chúng ta đều muốn có sự bình an, sự mạnh mẽ, nội lực ở bên trong. Vậy thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy lắng nghe câu chuyện cây bút và tương tác với Nguyễn Hà với chủ đích giúp cho Hà có thể kể được câu chuyện cây bút, giúp cho Hà có thể gieo được hạt giống. Được không cả nhà? Cái chủ đích này nó rất là tuyệt vời để chúng ta có thể gieo hạt giống ha. Rồi, và đặc biệt với những bạn mà chưa học được DCI ha, level 1 ha, thì chúng ta hãy lắng nghe thật kỹ câu chuyện này, bởi vì có thể giống như Hà, đây có thể là câu chuyện sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta, giống như câu chuyện cây bút này đã thay đổi cuộc đời của rất nhiều người ở đây. Cho Hà hỏi, trên tay của Hà đang cầm cái gì đây ạ? Rất là tuyệt vời, đây là một cây bút. Nếu giả sử có một bạn cún chạy lại đây, chúng ta sẽ, Hà sẽ hua hua cái vật này trước mặt bạn cún ha. Theo cả nhà, bạn cún sẽ làm gì với nó? Gặm lấy nó. Vậy bạn cún có nhìn thấy đây là một cây bút không? Không đúng không nào? Với bạn cún nó có thể là cái gì ạ? Một cục xương, một món đồ chơi để gặm, rất là tuyệt vời. Vậy với chúng ta, đây là một cây bút. Với bạn cún thì đây là một món đồ chơi để gặm. Vậy ai đúng? Chúng ta nói rằng cả hai đều đúng. Rất là tuyệt vời. Yes. Vì sao? Bởi vì con người thì dùng vật này để viết nên nó là cây bút. Đúng rồi đúng không nào? Và chú cún thì dùng vật này để gặm nên nó là món đồ chơi để gặm của chú cún. Nên chúng ta nói rằng cả hai đều đúng. Bây giờ Hà sẽ gì ạ? Hà sẽ thử đặt cái vật này. Giả sử đây là một cái mặt bàn cả nhà ha. Hà đặt cái vật này ở đây. Và Hà đi ra khỏi căn phòng này. Cún cũng đi ra khỏi căn phòng này. Tất cả chúng ta rời khỏi cái vùng này. Vậy ngay tại khoảnh khắc đó thì cái vật này nó là cái gì cả nhà? Nó là chính nó không là gì cả. Chúng ta rất là tuyệt vời đúng không nào? Và theo trí tuệ cổ xưa của chúng ta thì gọi đây là tính không. Chúng ta hãy comment để tạo dấu ấn ha. Tính không. Tính không có nghĩa rằng nhắm mắt lại tối thui không nhìn thấy gì. Cũng không có nghĩa rằng cái vật này nó không tồn tại. Nó có tồn tại đúng không ạ? Nó là một thực thể. Tính không là gì ạ? Nó là một cái thực thể sẵn có ở đây. Và nó có tiềm năng. Chính vì nó là một thực thể sẵn có cho nên nó có tiềm năng vô hạn để có thể trở thành bất kể cái gì. Chúng ta hãy comment tiềm năng vô hạn được không ạ? Hà sẽ lý giải điều này ha. Vào buổi sáng ngày hôm sau, Hà bước vào trong căn phòng này. Hà nhìn thấy cái vật này. Ngay lập tức cái vật này nó trở thành yes, cây bút. Nếu không phải là Hà mà là bạn cún chạy vào, nhìn thấy nó, ngay lập tức nó sẽ trở thành một món đồ chơi rất là tuyệt vời. Nếu như cả Hà, cả bạn chó cún cùng vào một lúc và cùng nhìn thấy nó thì cái vật này nó trở thành cái gì ạ? Trở thành cả hai. Nó có tiềm năng vô hạn để trở thành bất kể cái gì. Chúng ta sẽ đi sâu hơn ha. Bây giờ Hà hỏi rằng cái vật này nó là cây bút ấy. Nó đến từ phía chính nó quy định hay nó đến từ phía chúng ta, từ tâm trí của chúng ta quy định ạ? Rất là tuyệt vời. Nó đến từ phía chúng ta, từ tâm trí của chúng ta quy định. Bởi vì nếu nó mà đến từ phía nó thì mọi chủ thể nhìn vào cũng phải thấy đây là cây bút đúng không? Bạn cún có thể sẽ cầm lấy, viết thư cho bạn gái và nói rằng là gì? Gâu, bạn có cái đuôi đẹp quá đúng không ạ? Nhưng bạn cún không làm như vậy. Bởi vì từ phía bạn cún thì nó chỉ là một món đồ chơi để gặm. Vậy nên chúng ta có thể cùng với Hà giơ cánh tay thuận của mình lên được không ạ? Thầy NCB của chúng ta gọi đây là cái vẫy tay thần thánh đúng không ạ? Chúng ta cùng làm ha. Mọi thứ đều đến từ phía mình. Mọi thứ đều đến từ tâm trí của mình. Vậy, nếu như mọi thứ đều đến từ tâm trí của mình, thì mình có thể dùng tâm trí của mình để mình biến nó thành cái thứ mình muốn được không? Chúng ta cùng nhau làm đi cả nhà đi. Biến cái vật này thành viên kim cương, mình bình an tâm trí luôn. Chia nhau, được không ạ? Chúng ta cùng nhau biến ha. Nào chúng ta, tôi muốn biến cái vật này thành một viên kim cương, kim cương, kim cương. Mở mắt ra, nó vẫn cứ là cái gì đây ạ? Nó vẫn cứ là cái bút. Chán thế, nó chẳng thể là viên kim cương được đúng không nào? Vậy thì cái điều gì đang diễn ra ở đây vậy ạ? Rõ ràng rằng chúng ta không thể nào chỉ dùng tâm trí của chúng ta với những suy nghĩ tích cực để có thể biến cái vật này thành viên kim cương được đúng không ạ? Điều gì đang diễn ra ở đây? Tại sao vật này nó lại là cây bút ạ? Đó là bởi vì bên trong tâm trí của chúng ta có những hạt giống tinh thần để có thể nhìn thấy đây là cây bút. Khi Nguyễn Hà giơ cái vật này ra trước mặt tất cả chúng ta, thì hạt giống bên trong tâm trí của chúng ta gì ạ? Mở ra và quy định rằng đây là cây bút. Và đó là cách thức mà sự việc vận hành, rằng mọi thứ trên đời này đều đến từ những hạt giống bên trong tâm trí của chúng ta. Vậy nên, nếu mình muốn có bất kể cái điều gì trong cuộc đời này, thì mình cần phải gieo trồng hạt giống. Mình gieo trồng bằng cách mình dùng gì ạ? Lời nói, hành động và suy nghĩ của chúng ta để trao đi điều mình muốn. Khi mình gì ạ? Mình dùng hành động, mình có những hành động, những lời nói, những suy nghĩ, thì giả sử giống như đây là tâm trí của chúng ta đúng không ạ? Thì chúng ta đang ấn những dấu ấn vào bên trong tâm trí của chúng ta như thế này. Sau một vài giờ, nó trở thành hạt giống. Hạt giống sẽ sinh trưởng. Khi đủ điều kiện, hạt giống nở ra. Chúng ta sẽ nhìn thấy mọi người, mọi vật, mọi việc trong cuộc đời của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy cùng tổng kết lại xem là nó liên quan gì đến sự bình an vậy? Tại sao sự bình an nó lại quan trọng đúng không ạ? Có 4 bài học của câu chuyện cây bút. Chúng ta cùng gieo với cô Hà ha. Mình sẽ comment với chủ đích là mình gieo hạt giống trí tuệ ha. Bài học đầu tiên là gì ạ? Chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan của mỗi người. Hãy tôn trọng thế giới quan. Và thực sự nha cả nhà, có rất nhiều người, ví dụ như Hà chẳng hạn, trong quá khứ Hà đã từng trầm cảm vì gì ạ? Vì mối quan hệ. Mình cãi nhau với chồng, mình không thể gì ạ? Một ngày mà một tuần mình phải cãi nhau khoảng tầm có 4-5 lần đấy cả nhà. Toàn là những người cá tính, thế là cãi nhau loạn xạ ngầu lên. Và rất nhiều người trong video của chúng ta vừa xem đúng không ạ? Thế là gì ạ? Anh đúng em sai, mẹ đúng con sai, vân vân. Cuối cùng là cãi nhau, căng thẳng, stress và áp lực. Chúng ta chẳng tôn trọng thế giới quan của nhau. Vậy thì nếu mình muốn có sự bình an trong tâm trí, mình hãy tôn trọng thế giới quan của người khác. Bởi vì khi đó sẽ chẳng còn gì ạ? Chúng ta có cần cãi lộn nữa không ạ? Hương bảo rằng là gì ạ? Bạn này đẹp, Hà bảo rằng bạn này xấu. Cãi nhau hết, có thể bình an nổi không cả nhà? Khẩu mà không bình an rồi, tâm trí chúng ta bình an thế nào được? Nên là gì ạ? Hãy tôn trọng thế giới quan của mỗi người. Điều này có khó không ạ? Không hề dễ dàng. Nhưng chúng ta hãy nhớ để cố gắng thực hành. Mỗi một người đều có một cái thế giới quan riêng, cái góc nhìn riêng. Mình hãy nỗ lực, Hà nói là chúng ta cùng nhau nỗ lực ạ, để có thể tôn trọng được cách nói, cách làm, cách nghĩ, cách sống của mỗi người ạ. Đó là một bí mật đầu tiên đúng không? Để có thể có được gì ạ? Cái sự bình an trong tâm trí với những mối quan hệ. Bài học số 2 ạ. Bài học số 2 là gì cả nhà? Chúng ta gieo hạt cho cô Hà đi ạ. Mọi vật, mọi việc trên cuộc đời này đều có tính không. Cho nên có tiềm năng vô hạn để trở thành bất kể cái gì. Bất kể điều gì ạ? Vậy ở trên comment hồi nãy của chúng ta, cô Hà nhìn thấy rất là nhiều người comment số 3 rằng là chúng ta đang gặp áp lực về mặt tài chính. Khó có thể bình an được khi mà chúng ta gặp áp lực như vậy đúng không ạ? Có rất nhiều người comment rằng mình đang gặp những sự căng thẳng và stress. Chúng ta hãy nhớ ạ, cả những sự căng thẳng này, cả những stress này, cả những áp lực này, cả những khó khăn này, bản thân nó cũng có tính không. Cho nên, nó có đủ tiềm năng vô hạn để có thể biến cái vấn đề đó của chúng ta, cái cuộc sống đấy của chúng ta, nó trở nên tốt đẹp hơn sau những áp lực và căng thẳng này. Giống như câu chuyện của Hà, nếu không có cái sự thất bại về mặt tài chính đó, một cái thất bại lớn lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, thì Hà không thể biết đến năng đoạn kim cương. Và Hà sẽ mãi mãi chạy theo cái vòng xoáy là gì ạ? Tôi phải đi kiếm tiền nhiều hơn, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Và tôi cũng không chắc chắn nổi là tôi có thể ra được tiền hay không. Lúc này thì làm được, lúc kia thì làm được. Marketing thế này thì được, marketing thế kia thì không. Đúng không cả nhà? Nên là gì ạ? Áp lực là tính không. Tất cả chúng ta có đủ tiềm năng vô hạn để chúng ta trở thành một người mạnh mẽ, nội lực và thực tế. Chúng ta có đủ tiềm năng vô hạn để đạt được mục tiêu của chúng ta. Và trong DCI Level 1, nếu như mà chúng ta học Level 1 rồi, bản thân Hà là một leader hay là một giảng viên trên hành trình làm giảng viên của DCI đi ạ, thì Hà thực sự có sự chia sẻ chân thành đối với chúng ta là hãy quay lại, dở lại, đọc lại từng trang của DCI Level 1. Mỗi ngày dở ra một trang, đọc lại và thực hành. Chúng ta có đang thực hành trong nhóm học tập không ạ? Nếu có, chúng ta comment số 1 giúp cô Hà được không ạ? Nếu mà không, chúng ta comment số 2. Hãy quay trở lại thực hành. Wow, rất là tuyệt vời. Còn với những bạn mà mà chưa học DCI ha, thì thực sự chân thành đó là chúc tất cả chúng ta có thể đủ hạt giống để chúng ta học được DCI Level 1. Bởi vì ở đó có giải pháp cho chúng ta. Ở đó chúng ta sẽ có niềm tin. Và hãy nhớ rằng chúng ta có đủ tiềm năng vô hạn. Bài học số 3 ạ. Mọi thứ đều đến từ phía mình. Mọi thứ đều đến từ tâm trí của mình. Mọi thứ đều đến từ phía mình. Và đó là lý do vì sao chúng ta cần phải có sự bình an bên trong tâm trí ạ. Nếu như mọi thứ đều đến từ tâm trí của tôi, đúng không cả nhà? Mà tâm trí của tôi không bình an, tâm trí của tôi không không mạnh mẽ, nội lực của tôi không có, thì làm sao tôi có thể tôi có thể ra ngoài kia và có những sự thành công ở bên ngoài ạ? Vậy nên Hà mới nói rằng nếu chúng ta có sự bình an bên trong tâm trí, chúng ta có đủ nội lực từ bên trong, thì dù bất kể điều gì diễn ra đi chăng nữa, trong mối quan hệ chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc. Nếu chúng ta có sự bình an bên trong tâm hồn, thì dù bất kể cái áp lực hay sự căng thẳng hay mất tiền hay thua lỗ nào có diễn ra đi chăng nữa, chúng ta sẽ vẫn có đủ nội lực để chúng ta có thể cải thiện tình hình tài chính. Nếu chúng ta có có sự bình an bên trong tâm trí, thì còn đâu tâm bệnh nữa, đúng không cả nhà? Thì mình sẽ có sức khỏe ạ. Tất nhiên còn hạt giống của chúng ta nữa. Nhưng cái điều kiện thực sự sự bình an này nó mạnh mẽ đến như vậy. Đến thời điểm này, khi mà Hà trải qua được rất là nhiều những cái thực sự là thăng trầm trong cuộc sống, thì Hà mới nhận ra được rằng sự bình an này quan trọng vô cùng. Nên chúng ta hãy nỗ lực để thực hành được không ạ? Nên là mọi thứ đều đến từ phía tôi, mọi thứ đều đến từ phía tâm trí của tôi. Và cái số 4 ạ, thầy không chỉ dừng lại ở đó đúng không? Thầy cho chúng ta giải pháp, câu chuyện cây bút cho chúng ta giải pháp ạ. Giải pháp để chúng ta biến mọi thứ thành thành hiện thực là gì cả nhà? Nếu tôi muốn gì thì tôi hãy gieo trồng những hạt giống vào bên trong tâm trí của mình. Tôi không thể ngồi tôi mong cầu được đúng không ạ? Mà tôi sẽ đi gieo hạt giống. Và gieo hạt bằng cách nào ạ? Bằng cách trao đi điều mình muốn. Một trong những cái bí quyết đó là một trong những cái bí quyết để mà Hà có được thêm cái nội lực ở bên trong chính là thiền định ạ. Và Hà làm theo đúng cách 4 step. Đó là mình thiền định. Mỗi một ngày mình sẽ nỗ lực để mình thiền định có 10 phút thôi ạ. Thực sự cả nhà, thiền định là một cách mà chúng ta có thể quay vào bên trong và làm mạnh nội lực của mình từ bên trong. Bao nhiêu trong số chúng ta ở đây, chúng ta đang thiền định ạ? Chúng ta có thể comment số 1 giúp Hà được không ạ? Hàng ngày nha, mỗi ngày, thiền mỗi ngày. Wow! Nếu chúng ta đang thiền bập bõ mỗi ngày, chúng ta comment số 2 được không ạ? Nếu chúng ta chưa biết thiền là gì, chúng ta comment số 3 được không ạ? Wow! Nếu chúng ta chưa biết thiền là gì, chúng ta comment số 3 thì chuẩn rồi đấy ạ. Chúng ta có DCI Level 3 đúng không Mai Hương ha? Thì nói về thiền định rất là hay. Đó là 4 bài học của câu chuyện cây bút ha. Thì Mai Hương có thể sẽ chia sẻ thêm với chúng ta về Level 3. Thực sự ngày xưa thiền định là cái thứ mà Hà không quan tâm. Nhưng mà đến lúc học xong thì mới thấy rằng là trời ơi, tại sao mình lại bỏ lỡ ta? Vâng ạ, anh chị học viên thân mến, vừa rồi thì cô Hà đã kể một câu chuyện gọi là câu chuyện kinh điển của DCI Việt Nam. Anh chị học viên thân mến, thì câu chuyện cây bút được giảng dạy và chia sẻ trong DCI cấp độ 1 của Năng Đoạn Kim Cương. Và giống như Mai Hương cũng như cô Hà thì chắc là hai người chúng tôi được nghe về câu chuyện cây bút chắc cũng gần ngàn lần rồi đúng không? Bởi vì ngày nào ở DCI Việt Nam mọi người cũng kể câu chuyện cây bút. Và nếu như mà là một leader của DCI Việt Nam thì chắc chắn cô Hà cũng ngày nào cũng phải kể câu chuyện cây bút. Nhưng mà mỗi lần kể thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là khác nhau. Và giống như Mai Hương học hàng trăm, gần 5-60 khóa Năng Đoạn Kim Cương rồi, đi Năng Đoạn Kim Cương cấp độ 1 rồi, và lần nào nghe câu chuyện cây bút cũng là những cái trải nghiệm rất là khác nhau. Anh chị nào mà chưa từng học năng đoạn kim cương cấp độ 1 nhưng sau khi nghe được cô Hà chia sẻ câu chuyện cây bút cũng có những cái thứ khá là tò mò và cảm thấy nó thú vị, comment giúp Mai Hương số 1 được không ạ? Wow, cảm ơn, biết ơn tất cả anh chị học viên rất là nhiều. Anh chị học viên thân mến, ấy, thực sự nãy trêu anh chị thôi, Mai Hương comment số 1 đấy là Mai Hương cũng khá là khó tính về bản thân mình. Nhưng mà khi biết tới năng đoạn kim cương và một trong những khóa học thay đổi cuộc đời của Mai Hương đấy là năng đoạn kim cương cấp độ 1. Mai Hương học offline cách đây 3 năm. Cái khóa của Mai Hương học là khóa offline cuối cùng cuối cùng của năng đoạn kim cương luôn, của cách đây 3 năm trước khi đến mùa dịch. Thì Mai Hương đến với năng đoạn kim cương và sau đấy thì thực sự đến tại thời điểm bây giờ Mai Hương cảm thấy vô cùng biết ơn. Điều mà Mai Hương biết ơn lớn nhất đấy là dĩ nhiên liên quan đến hạt giống về tài chính của Mai Hương thay đổi một cách ngoạn mục. Trong thời gian qua Mai Hương cũng có những cái thành tựu nho nhỏ liên quan đến hạt giống tài chính. Nhưng điều mà cực kỳ tuyệt vời hơn đấy là khi mà một con người cá tính và một con người gọi là cảm xúc như mình trở nên điềm tĩnh hơn, đấy là một cái sự thay đổi vượt quá cái giới hạn của bản thân luôn. Nên mọi người hãy tin tưởng vào năng đoạn kim cương và thực hành. Và giống như cô Hà có chia sẻ là nếu như ai đã học năng đoạn kim cương cấp độ 1 rồi thì mọi người có thể học lại, hoặc mọi người có thể xem, mở cái tài liệu của quyển năng đoạn kim cương ra, đọc đi đọc lại, bởi vì những bài học trong năng đoạn kim cương không phải là sau 2 ngày học là mình cảm thấy hay là dừng lại ở đấy đâu. Bởi vì những bài học đấy là sẽ theo chúng ta trong cái suốt cuộc đời này rất là nhiều. Hãy tin Mai Hương đi, đến một cái ngày nào đấy các tình cờ anh chị lại nghĩ rằng là cái bài học số 3 câu chuyện cái bút anh chị phải lôi ra. Nên là năng đoạn kim cương là một thứ mà Mai Hương rất mong tất cả anh chị có thể học đi học lại. Còn những anh chị nào mà chưa học có thể đi học ha. Và chắc là nhân tiện ở đây thì Mai Hương sẽ chia sẻ cho anh chị là sắp tới chương trình năng đoạn kim cương cấp độ 1 offline sẽ chính thức được khởi động lại, và duy nhất một lần trong năm 2023 này chúng ta sẽ được thấy lại được cái không khí của năng đoạn kim cương cấp độ 1 offline. Cô Hà, ngày xưa cô Hà học năng đoạn kim cương chắc là học offline ha. Đó là chương trình năng đoạn kim cương cấp độ 1 offline sẽ chính thức quay trở lại vào cuối tháng 8 này, và chỉ tổ chức một lần duy nhất trong năm 2023 thôi. Còn lại không tổ chức năng đoạn kim cương offline một lần nào nữa, rơi vào thời gian ngày nào Mai Hương không nhớ nữa. Anh chị nào có đây 20 em ạ. Vâng ạ. Đây ạ, ban tổ chức có chia sẻ với anh chị đấy ạ. Vào 19-20 tháng 8 này chúng ta sẽ có chương trình năng đoạn kim cương cấp độ 1 offline chính thức quay trở lại sau 3 năm. Và đây sẽ là chương trình năng đoạn kim cương cấp độ 1 offline duy nhất ạ. Duy nhất anh chị ha. Duy nhất sẽ được tổ chức trong năm 2023 này, và chương trình sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh mà muốn cùng Mai Hương chúng ta sống lại cái không khí năng đoạn kim cương cấp độ 1 offline, comment giúp Mai Hương số 1 với ạ. Mai Hương là một trong những học viên cuối cùng của năng đoạn kim cương cấp độ 1 offline, khóa cuối cùng. Đấy là một cái duyên ạ. Và nếu như anh chị ở Hà Nội hay ở các tỉnh thành khác thì mình cũng có thể tham gia, sẽ đăng ký mua vé máy bay, ban tổ chức hỗ trợ. Nhưng mà thực sự một cái điều Mai Hương rất mong muốn tất cả anh chị có thể có một cái duyên đến với chương trình năng đoạn kim cương cấp độ 1 dù bằng một hình thức nào đấy. Bởi vì đây là cái chương trình mà thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, thay đổi cuộc đời của cô Nguyễn Hà từ một cái gánh nặng rất lớn về tài chính, và bây giờ có được một cái sự bình an thực sự khi mà hạt giống tài chính đã nở, hay kể cả như Mai Hương. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta có được cái trí tuệ ha. Và nếu như anh chị nào mà quan tâm đến chương trình cấp độ 1 offline thì ban tổ chức có để một cái mã QR code, hoặc là có để một cái nhóm Zalo ở trên khung chat á, anh chị nhấn vào đấy thì ban tổ chức sẽ hỗ trợ cho mình. Và Mai Hương rất mong muốn là nếu như ai ở Hồ Chí Minh nhá, ở Hồ Chí Minh thì hãy tham gia, chắc chắn tham gia đi. Hồ Chí Minh thì chắc chắn tham gia, bởi vì cái một offline nó còn cái trải nghiệm nó còn tuyệt vời, và có những cái thứ gọi là trải nghiệm thực tế ấy. Bởi vì thầy Nguyễn Công Bình là một trong những người thầy gọi là sao ta, phù thủy của giảng dạy trải nghiệm. Anh chị sẽ chứng kiến những cái bài học mà nó chạm đến trái tim của mình rất là nhiều. Và chúc cho tất cả anh chị nếu như có cơ hội đến với DCI cấp độ 1 offline ha. Và quay trở lại với chương trình. Chị có thể xin một phút chỗ này được không? Để nhắn nhủ mọi người. Bởi vì là thực sự muốn chia sẻ với cả nhà về Hà được học offline DCI level 1 năm 2018-19. Và thực sự là mình vẫn còn nhớ cái cảm xúc đó cả nhà. Đó là được đi học cùng với cả bố đẻ của Hà đấy ạ. Hai bố con cùng với nhau đi học trong cái buổi học đó. Và thực sự là Bố Hà là một người đã từng rất là thành công, và sau đó bố Hà gặp một cái thất bại rất là lớn trong cuộc đời, và khiến cho ông cảm thấy mất niềm tin vào bản thân mình rất là nhiều. Và khi mà hai bố con đi học á, thì nhà mình phải tưởng tượng lúc đây bố Hà gần 60 tuổi, ông ngồi ông ghi chú từng chút một. Xong đó câu chuyện cây bút ông ngồi ông ghi từng từ một cả nhà nha. Và sau đó ông về ông thực hành. Sau đó bố Hà có những cái kết quả thì Hà sẽ không nói ở đây, nhưng mà cái trải nghiệm đối với Hà đó rằng là nếu chúng ta có thể, hãy đi học offline. Bởi vì là cái trải nghiệm nó sẽ rất khác so với chúng ta ở đây trên online. Nếu chúng ta có thể đừng đi học một mình, hãy đi cùng với bố mẹ mình, hãy đi cùng với cả chồng mình, vợ mình, bạn bè mình. Đặc biệt nếu chúng ta biết được, như Hà nói ban đầu tiên đó, cái video của Hương chia sẻ hôm nay nó rất là chạm đối với Hà. Đó là nếu như chúng ta gặp thấy một ai đó ở ngoài kia, xung quanh mình, bạn bè mình á, mà họ đang gặp những áp lực trong cuộc sống, có thể là tài chính, có thể là mối quan hệ, có thể là cái sự căng thẳng hay sự thiếu tự tin ở bản thân mình, chúng ta hãy phát một cái, Hà gọi là cái tâm nguyện đấy cả nhà, rằng chúng ta có thể có mặt ở đó, hoặc là giúp đỡ cho cho những người mà mình cảm thấy họ thực sự cần có mặt ở đó. Vì như Hà nói, nó không chỉ là khóa học về All-Season Money đâu ạ. Nó là khóa học của chúng ta học làm người hạnh phúc và bình an ạ. Thì đấy là cái điều mà rất rất thực sự muốn truyền tải tới cả nhà mình, và xin ngắt lời Mai Hương là vì như vậy ạ. Cái câu chuyện của chị Hà thì chắc là anh chị nếu như mà quan tâm, anh chị có thể follow cái Facebook của cô Nguyễn Hà. Trên Facebook cô Nguyễn Hà chia sẻ rất nhiều hình ảnh cả gia đình cùng thực hành năng đoạn kim cương. Mai Hương thấy cả hình ảnh bố, đúng không? Người cha của cô Hà cũng thực hành năng đoạn kim cương vô cùng tinh tấn. Đấy là một điều mà Mai Hương rất là ngưỡng mộ. Chúng ta hãy thả thật nhiều tim, nhiều hoa cho gia đình gieo hạt ạ. Và đang kinh doanh về sản phẩm liên quan đến gieo hạt luôn ha. Và anh chị học viên thân mến, thì đúng, nếu như anh chị mà được ấy, hãy mang những người thân của mình đến với năng đoạn kim cương cấp độ 1 offline. Mai Hương cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái gia đình, mà đặc biệt ai là vợ chồng mà đang gặp nhiều về vấn đề tranh cãi lẫn nhau ạ. Nếu như thông qua chương trình DCI cấp độ 1 offline thì ngay tại thời điểm đấy là hóa giải luôn. Thầy mình sẽ có những chiêu để hóa giải những cái điều đấy. Vâng, biết ơn tất cả anh chị học viên rất là nhiều. Mai Hương muốn quay lại cái câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta về sự bình an. Nãy cô Hà chia sẻ cho tất cả mọi người về câu chuyện cây bút, để chúng ta quay về một cái bài học, đấy là để có được sự bình an thì điều đầu tiên chúng ta thay đổi từ mặt tâm thức của mình. Đấy là mọi thứ đều đến từ phía mình, thì mình sẽ đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn. Ngoài cái việc đấy ra thì Mai Hương cũng rất muốn là biết được là ngoài cái việc là mình có được cái nhận thức là mọi thứ đều đến từ phía mình, thì còn cách nào nữa không để mình tìm được sự bình an trong cuộc sống này cô Hà ha? Bởi vì thực sự những cái câu chuyện cây bút chắc là ở đây 320 anh chị học viên, thì cho đi 300 anh chị là học viên đã học DCI cấp độ 1 rồi đi. Câu chuyện cây bút chắc là mọi người nghe, mọi người kể, mọi người học hoài rồi, nhưng không đồng nghĩa với việc là mọi người biết được cái bài học câu chuyện cây bút số 3 mọi thứ đều đến từ phía mình mà họ có được sự bình an. Gần như là em tin chắc rằng ở đây hầu hết mọi người biết câu chuyện cây bút rồi, nhưng cũng không phải là cứ biết xong mọi người có thể thấu cảm và ngay lập tức tạo ra được cái sự bình an đấy. Vậy thì còn có một cái những bí quyết nào nữa không thì cô có thể chia sẻ thêm ha? Chắc là hôm nay Hà sẽ chia sẻ 2 bí quyết ha. Nhưng mà trước mắt thì Hà sẽ nói một bí quyết đầu tiên trước. Chúng ta hãy thử rời mắt khỏi cái màn hình, có thể là điện thoại hoặc máy tính ngay bây giờ mà chúng ta đang xem ạ. Chúng ta ngó xung quanh cái căn phòng mà chúng ta đang ngồi ạ. Mình xem là cái căn phòng mà chúng ta đang ngồi, cái ngôi nhà hiện tại của chúng ta, nó có đang ở trong cái trạng thái gọn gàng nhất có thể không ạ? Nếu có thể, chúng ta comment. Nếu nhất có thể rồi mình comment số 1. Nếu mình thấy có một cái sự gì đó nó chưa có ổn, nó đang bừa bộn, hơi lộn xộn một chút xíu, thì mình comment số 2 ha. Hà nhìn thấy những cái số 2. Một cái câu hỏi test thứ 2 nữa. Mình nhìn vào cái cuộc sống của mình, những cái mối quan hệ, những cái công việc, mọi cái nếu nó đang diễn ra một cách rất là trơn tru mạch lạc, mọi cái ok, thì mình comment số 3. Còn nếu như mà mình thấy nó có cái sự rối loạn nào đó, có thể là cái sự bất ổn hay sự xa cách về mối quan hệ, hay là cái công việc nó có sự gọi là một chút bế tắc hay một chút cái sự lên xuống gì đó, mình comment số 4 giúp Hà được không ạ? Wow, rất là nhiều số 4 đúng không nào? Vậy thì cái điều chúng ta cần phải biết, và đây là điều Hà học được từ năng đoạn kim cương đúng không ạ? Đó là gì? Cái thế giới bên ngoài, cái không gian, cái căn phòng của chúng ta, cái nhà của chúng ta, nó lộn xộn thì tâm trí của chúng ta nó lộn xộn. Cái cuộc sống của chúng ta bên ngoài nó cứ rối ren nữa, thì bên trong của chúng ta nó rối ren ạ. Vậy nếu chúng ta đã lỡ comment số 2 và số 4 đúng không cả nhà? Thì việc của chúng ta, cái việc đầu tiên mình hay làm rất đơn giản, lao ra ngoài kia. Vấn đề của mối quan hệ à? Tôi đi cố gắng tôi xử lý. Vấn đề của diện công việc à? Tôi cố gắng tôi đi sắp xếp. Nhà cửa à? Và chúng ta sẽ ở trong một cái vòng xoáy đúng không cả nhà? Mình có thấy điều đó không ạ? Cứ quay đi quay lại và mình bắt đầu mình nói một cái gọi là một cái câu nói rất thường xuyên là trời ơi sao lại hết một ngày rồi, chưa làm được cái việc gì, mọi thứ vẫn đang rối tung. Trời ơi hết một tuần rồi, trời ơi hết một tháng rồi, trời ơi năm 2023 của chúng ta hết 7 tháng rồi cả nhà. Mình chưa làm được cái việc gì, mọi thứ nó vẫn đang ở bên trong. Có đúng không cả nhà? Nếu mà chúng ta đã từng trải qua cái điều đó và có như vậy thì bí quyết đầu tiên mà Hà muốn nói đó chính là hãy quay vào bên trong. Và một cái kỹ thuật rất đơn giản để có thể quay vào bên trong chính là thiền định. Thông thường ha thì thì Hà để một cái đó là hàng ngày thì Hà sẽ thiền định tối thiểu là 10 phút, tối đa thì là một ngày. Nhưng mà mình đặt ra một cái mục tiêu của mình đó là tối thiểu bắt đầu với cả và 10 phút. Như thầy cộng thêm 2 phút chuẩn bị nữa thì là sẽ là 12 phút mỗi ngày tối thiểu. Đó là tối thiểu một ngày có 1440 phút. Thì hãy tối thiểu dành cho tâm trí của chúng ta thời gian để tĩnh lại, để bình an lại, để mạnh mẽ lại, để tập trung lại với 12 phút. Chúng ta có thể làm được không ạ? Thì đây là một cái bí quyết của Hà. Nhà mình biết không ạ? Khi Hà bắt đầu biết đến bí quyết này, khi Hà học được trong năng đoạn kim cương level 3 mà Hà vừa nói với cả nhà đó, Hà có một cái hạt rất là đẹp đó là Hà học level 3 trước cả level 1. Tức là gì? Mình hồi đấy mình còn chưa biết gì về thiền định, mình cũng chưa biết gì nhưng mình học level 3 trước luôn đấy cả nhà. Có lẽ là gì ạ? Mình cần phải thiền trước rồi. Thế là mình học level 3 trước. Nên khi học level 3, nếu chúng ta chưa biết thiền giống như là Phạm Bích Sen thì việc đầu tiên chúng ta cần làm không phải là bảo là cô Hà ơi em thiền cái gì đi. Đấy, giống như Hải Vân nói đó. Cô Hà ơi em thiền tao liền thiền chữa lành hay là em thiền mục tiêu hay là em thiền biết ơn hay em thiền cái gì. Chúng ta đừng bắt đầu bằng cái điều đó. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc hãy tìm hiểu xem tại sao chúng ta phải thiền. Chưa hỏi cần về thiền là gì, mình phải hỏi tại sao, tức là nó có giá trị không, nó có xứng đáng để chúng ta có thể dành ra mỗi ngày 10 phút hay không. Đấy là điều quan trọng nhất đấy cả nhà. Cái big why đó, cái lý do đó, nó mới là thứ sau này có thể giúp chúng ta duy trì được việc nỗ lực mỗi ngày tối thiểu 15, 20 phút hay 10 phút. Thiền có xứng đáng hay không? Câu trả lời của Hà sau khi học xong DCI level 3 ấy cả nhà, đó là há hốc miệng ra. Trời ơi! Và đó là lý do vì sao hầu như tất cả những người thành đạt trên thế giới này, và cả những bậc mà không nói gọi là vĩ nhân đi ha cả nhà, đều thiền. Nó có giá trị rất lớn đối với chúng ta ngày hôm nay. Sự bình an nếu muốn có hãy thiền. Và cuộc sống của Hà cũng vậy ạ. Có những lúc nó gặp như Hà vừa nói hồi nãy đó ạ, nó vẫn tiếp tục nó gặp những hạt xấu nó nở ra, gặp những sự bấp bênh. Lúc đó Hà bảo rằng thôi rồi xong rồi. Có những đợt mình bị ngắt mất hạt giống. Thế là mình không thể thiền nổi luôn cả nhà. Thì mình bắt đầu mình quay trở lại, và khi mình bắt đầu mình thiền định lại thì mọi thứ nó bắt đầu lắng xuống. Vậy nếu bây giờ chúng ta đang có vấn đề, nếu bây giờ chúng ta đang cần phải giải quyết, hãy để vấn đề lắng xuống bằng thiền định. Được không ạ? Thì đấy là cái bí quyết của Hà ha. Và trong DCI level 3 khi Hà học được đó thì là thầy cho mình một cái big why rất lớn. Hà rất thích điều này luôn. Trước khi thầy cho chúng ta biết là thiền là cái gì, mình nên thiền loại nào, có nhiều loại thiền lắm cả nhà. Mình phải biết loại nào phù hợp với mình. Thì thầy NCB dạy chúng ta thiền một cách rất là funny. Hà không biết nhà mình có giống Hà không, là nghĩ đến thiền là bắt đầu nghĩ đến những thầy, những ông bà cụ già kiểu không có việc gì để làm ấy, ngồi thiền đấy cả nhà. Ngày xưa Hà nghĩ thế, nhưng sau khi học thầy NCB rồi mới biết được rằng đến một người mà thành công như thầy, đã có rất nhiều những trải nghiệm như thầy, mà còn ngồi xuống đệm thiền mỗi ngày để nỗ lực thiền vì lợi ích của nó, về tại sao mình không làm. Nên là Nên là hãy bắt đầu thiền. Và nếu chúng ta chưa có thông tin thì hãy tìm hiểu về trong DCI level 3 ha. Một khóa học rất là sâu về bên trong luôn ạ. Vâng. Cô Hà còn chia sẻ về một trong những cái bí quyết, ngoài cái việc là chúng ta biết được là bài học số 3 của câu chuyện cây bút, đấy là mọi thứ đều đến từ phía mình, thay đổi từ tâm thức để chúng ta có được sự bình an, đón nhận mọi thứ trong cuộc sống này một cách bình thường và vô thường, đúng không? Thì một cái bí quyết số 2 mà cô Hà vừa chia sẻ với tất cả anh chị, đấy là bí quyết của thiền định ạ. Và trong thiền định thì dĩ nhiên anh chị sẽ rất nhiều anh chị là gặp khó khăn, đúng không? Mới bắt đầu thiền như thế nào rất khó khăn, thì anh chị có thể tải cái app của DCI Việt Nam ấy, lên trên App Store hoặc Google Play mình tải cái app DCI Việt Nam về. Trên đấy thì có một cái phần chức năng gọi là chức năng thiền định, có hết tất cả các bài thiền của DCI Việt Nam. thiền về người thầy, thiền biết ơn, rồi thiền Golden Room, thiền gì đấy, rất là nhiều bài thiền ở trên đấy ạ. Thì mọi người có thể trải nghiệm những bài thiền của DCI Việt Nam. Đây là những bài thiền vô cùng độc quyền ạ. Còn nếu mà sâu hơn thì anh chị cần có được cái big why này lớn hơn. Big why nó là cái thứ để quyết định hành động của mình chị ha, quyết định hành động, quyết định cái nhận thức của mình. Thực tế thì trong cuộc đời này cái big why quan trọng lắm anh chị ạ. Thì anh chị có thể tham gia DCI cấp độ 3 có tên là làm chủ tâm trí bằng thiền định. Còn nếu như anh chị muốn thực hành thiền định mỗi ngày ấy, thì mình tải cái app DCI Việt Nam về, mình vào đấy mình sử dụng cái app, trên đấy có chức năng thiền định. Nói về thiền định thì hôm nay Mai Hương cũng có một cái Mai Hương rất muốn chia sẻ, chắc là anh chị thả thật nhiều tim nhiều hoa, Mai Hương chia sẻ với cái điều này với ạ. Liên quan đến thiền định thì và có liên quan đến sự bình an, giống như cô Hà có chia sẻ thì Mai Hương chợt nhớ về một cái điều, đấy là cái sự thiền định tác động đến sự bình an như thế nào. Thì Mai Hương có biết tới một người thầy mà Mai Hương nghe về những video của thầy mỗi ngày, mỗi tối. Đấy là thầy Minh Niệm ạ. Có ai hay nghe thầy Minh Niệm giống như Mai Hương không ạ? Đấy là cách để Mai Hương tìm được sự bình an trong cuộc sống sau khi mỗi ngày phải làm việc buổi tối như thế này rất là nhiều. Nên anh chị nhớ ủng hộ cho Mai Hương DCI Việt Nam, cho Mai Hương đối mặt với những buổi tối này cũng đầy sự áp lực đấy ạ. Số lượng học viên không có đông này, không mang tới giá trị cho anh chị học viên này là áp lực lắm luôn ạ. Thì tối nào về Mai Hương cũng nghe những video của thầy Minh Niệm đấy, giống như tất cả anh chị ạ. Dạ. Thì thầy Minh Niệm có chia sẻ một cái liên quan đến thiền định Mai Hương thấy rất hay, là có 4 thứ mà mình có thể từ thông qua thiền định để mình vượt qua những điều ở trong cuộc sống này, vượt qua những sự lo lắng ở trong cuộc sống này. Thì cái cách đầu tiên á, thầy có nói đấy là chúng ta bớt mong cầu và bớt tránh né. Thực sự mọi thứ ở trong cuộc sống này mà chúng ta gặp phải cái sự bớt bình an, cái sự bất ổn là bởi vì chúng ta mong muốn nhiều. Và khi mong muốn nhiều thì những cái thứ trong cuộc sống này xảy ra không như ý thì chúng ta bắt đầu chống cự với điều đấy. Nên thầy có nói hãy bớt mong cầu, bớt tránh né. Nhưng mà để bớt mong cầu, bớt tránh né thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Đó là chúng ta cần phải có một cái chánh kiến thực sự về hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự thì có phải là những cái thứ như kiểu là tiện nghi về vật chất, tiện nghi về yêu thương hay tiện nghi về tinh thần không? Thì thầy trả lời là không. Mà những thứ đấy chỉ là cái thỏa mãn nhất thời thôi. Và thực sự để vượt qua cái việc mà chúng ta có quá nhiều mong cầu liên quan đến vật chất, đến yêu thương, đến tinh thần ở trong cuộc sống này, thì chúng ta cần hướng tới một cái tâm bình an. Và cách duy nhất để chúng ta hướng tới tâm bình an, có được cái sự bớt mong cầu, bớt tránh né đấy, chính là thiền định đấy ạ. Thầy nói một câu mà Mai Hương cảm thấy rất hay ạ, vô cùng hay ạ. Chánh kiến thực sự về hạnh phúc không phải đến từ việc chúng ta có vật chất, có tinh thần, có sự yêu thương đòi hỏi, đó chỉ là thỏa mãn nhất thời thôi. Mà hạnh phúc thực sự nó đến từ việc chúng ta bớt đi cái mong cầu, bớt đi cái sự tránh né, và chúng ta hướng vào tâm bình an. Và hãy thiền định đi ạ. Còn có một cái cách thứ hai, mọi người có quan tâm cách thứ hai không ạ? Cái này là Mai Hương chia sẻ lại của thầy nên cũng không biết là anh chị có thực sự quan tâm không ha. Cách thứ hai thầy có chia sẻ mà Mai Hương cũng rất là ấn tượng. Thầy còn nói là để mà chúng ta có được sự bình an ở trong cuộc sống này, có một cái cách nữa đấy là chúng ta phải có được kinh nghiệm đối ứng và phải có trí tuệ ạ. Nghe một cái từ kinh nghiệm đối ứng là một thứ mà Mai Hương cảm thấy rất là tò mò. Mai Hương cực kỳ tò mò với cái từ kinh nghiệm đối ứng luôn. Anh chị có tò mò với cái từ khóa là kinh nghiệm đối ứng không ạ? Thầy nói để có được sự bình an chúng ta cần có được cái kinh nghiệm đối ứng và trí tuệ thực sự. Vậy thì kinh nghiệm đối ứng là cái gì, chúng ta đều sẽ rất tò mò đúng không? Kinh nghiệm đối ứng là một thứ như thế này mà, ví dụ như khi chúng ta đi một cái con đường mà đấy là con đường mới hoàn toàn, và chúng ta ngồi trên xe thì chúng ta sẽ rất lo lắng là cái chặng đường tiếp theo nó sẽ đến đâu. Chúng ta sẽ lo lắng cái chặng đường đấy có bị gập ghềnh không? Chặng đường đấy biết đâu lại xảy ra là sạt lở đất hay gì không. Nhưng nếu cái con đường đấy chúng ta đi rất nhiều lần rồi thì chúng ta sẽ lập tức biết được đến đoạn tiếp theo sẽ là đến đoạn nào, và chúng ta bớt đi cái sự lo lắng. Vậy thì kinh nghiệm đối ứng này chính là những thứ ở trong cuộc sống này chúng ta đã trải qua, chúng ta đã trải qua rất là nhiều lần. Và một khi chúng ta có kinh nghiệm đối ứng này thì chúng ta sẽ bớt đi cái sự lo lắng. Có những cái gì mà chúng ta làm lần đầu tiên thì chúng ta luôn luôn lo lắng ạ. Ví dụ như anh chị chưa học năng đoạn kim cương chẳng hạn, lần đầu tiên đến với năng đoạn kim cương sẽ bắt đầu lo lắng, trời ơi năng đoạn kim cương có lừa đảo hay không, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Đấy là một cái thứ mà thầy chia sẻ mà Mai Hương cảm thấy cũng rất ấn tượng. Kinh nghiệm đối ứng cũng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi được cái sự lo lắng. Nhưng có một điều thầy nói về việc làm sao có được trí tuệ thực sự. Để có được trí tuệ thực sự thì thầy nói chỉ duy nhất một cách thôi, đấy là thiền định. Chỉ duy nhất một cách là thiền định thì chúng ta mới có được trí tuệ thực sự. Còn những thứ mà nếu như chúng ta không thiền định thì rất khó để mà biết được cái trí tuệ đấy là như thế nào. Mai Hương cũng rất là ấn tượng với cái điều này. Còn có một hai cách nữa mà thầy chia sẻ, nhưng mà không biết là có bị mất thời gian của anh chị không. Nếu như anh chị muốn nghe thì Mai Hương sẽ chia sẻ thêm ý thứ ba, thứ tư mà thầy vừa chia sẻ. Mà Mai Hương tình cờ Mai Hương nhớ đến cái phần thiền định, Mai Hương có nhớ ạ? Vâng ạ, cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Thì có một cách số 3 mà thầy có nói ở đây, nếu như mà chúng ta tìm được cái sự bình an, đấy là chúng ta phải tự tin và phải có sức chịu đựng. Hầu hết sự tự tin của chúng ta thì có một điều, đấy là cái sự tự tin của chúng ta hầu hết là chúng ta phụ thuộc vào người khác. Tức là phải được người khác ghi nhận là mình nói hay, phải được người khác ghi nhận là mình xinh đẹp thì mình mới tự tin. Và thầy gọi cái sự tự tin này, đấy là tha tin. Tha tin là một cái niềm tin có điều kiện. Niềm tin này nó có điều kiện phụ thuộc vào niềm tin của người khác. Và một khi mà người ta không còn khen mình đẹp gái nữa, không còn khen mình nói hay nữa, không còn khen mình giỏi nữa, thì niềm tin của mình mất đi. Vậy thì thầy có chia sẻ là để chúng ta có được một niềm tin ấy, thì chúng ta phải có niềm tin đích thực là chiến thắng chính mình. Do chính mình tự tạo dựng ra cái niềm tin đó. Và cách duy nhất để chúng ta có được niềm tin vào chính mình, đấy là hãy quay về bên trong ạ. Và cách duy nhất để quay về bên trong đấy cũng là thiền định đấy ạ. Cũng là thiền định anh chị ha. Và có một cái điều mà thầy nói mà Mai Hương cũng rất là ấn tượng, nói về cái sự chịu đựng. Khi mà quay về bên trong rồi, chúng ta biết được buông xả và buông bỏ những cái điều mà ở bên ngoài rồi, thì chúng ta sẽ có một cái sức chịu đựng rất lớn. Và khi mà chúng ta có sức chịu đựng rồi thì giống như chị Hà nói đấy, mọi thứ trong cuộc sống này là bất biến ạ, vô thường ạ. Rất hay đúng không anh chị? Và có một ý số 4, ý cuối cùng mà Mai Hương vô cùng ấn tượng vào ngày hôm nay về sự bình an, Mai Hương cũng muốn chia sẻ với anh chị học viên. Đấy là thầy nói về cách số 4 để bạn có được sự bình an ở trong cuộc sống này, đấy là bạn có khả năng hài lòng với những gì mình đang có. Ý thức và thưởng thức được những gì mình đang có, đấy là một điều vô cùng quan trọng. Nhiều khi có những điều ở trong cuộc sống này chúng ta quên đi điều kiện hạnh phúc mình thực sự đang có là cái gì. Ví dụ như chúng ta hay chạy theo cái việc là chúng ta đang thất nghiệp, hay là chúng ta đang chạy theo vấn đề chúng ta đang nợ nần, hay chúng ta đang chạy theo vấn đề là tôi cần phải có thu nhập 50 triệu. Nhưng chúng ta lại quên đi cái điều kiện hạnh phúc thực sự mà mình đang sở hữu. Ví dụ như nếu như chúng ta bị tai nạn và nằm vào bệnh viện thì chúng ta mới thấy cái đôi chân của mình chính là cái hạnh phúc mình đang sở hữu, mình cần trân trọng. Vậy thì thầy nói một ý mà Mai Hương cực kỳ ấn tượng luôn. Đấy là cái bình an thực sự là bạn có khả năng hài lòng với những gì mình đang có. Và để làm được cái điều này cũng chỉ duy nhất một cách thôi ạ. Hãy thiền định ạ. Với 4 cái ý mà thầy vừa chia sẻ anh chị ha, 4 ý mà Mai Hương vừa chia sẻ, đấy là điều đầu tiên, đấy là bớt mong cầu và bớt tránh né. Điều thứ hai, đấy là phải có kinh nghiệm đối ứng và phải có trí tuệ thực sự. Điều số 3 là hãy tự tin thực sự và phải có sức chịu đựng. Và điều số 4 là có khả năng hài lòng với những gì mình đang có. Và tất cả những điều này chỉ nằm ở trong một từ khóa thôi. Hãy tới với thiền định ạ. Nếu như anh chị mà quan tâm tới thiền định, hãy tham gia những cái cộng đồng thiền định của DCI Việt Nam ở trên app DCI ạ. Và Mai Hương chúc cho tất cả anh chị khi tìm tới thiền định rồi thì mình cũng sẽ có được một cái sự bình an thực sự trong cuộc sống này. Thì bây giờ Mai Hương mời tất cả anh chị học viên cùng chị Hà cùng xem một video ạ, để chúng ta look back lại, nhìn nhận lại về bản thân. Biết đâu đúng cái ý số 4 của thầy Minh Niệm có nói, đấy là chúng ta có khả năng về chúng ta có khả năng hài lòng về những gì mình đang có, biết được điều kiện hạnh phúc thực sự mình đang có để mà trân trọng ha. Vậy xin mời tất cả anh chị và chị Hà cùng xem một video. Tủi thân mà đến nỗi em stress luôn á, không biết mình gây nghiệp gì nữa, tự nhiên cái bị gì rồi này nọ, nói chung suy nghĩ tùm lum hết trơn á. Dạ em có người yêu rồi. Có những lúc mà người ta cho những cái bánh bao từ thiện á, anh bỉ cho em một nửa, anh một nửa. Tự nhiên em thấy dù cuộc sống không có tiền lắm nhưng mà cũng hạnh phúc. Bên anh chung đôi là điều ước muốn lớn nhất. Chạm tay trao anh mà đẹp tựa ánh sáng lấp lánh. Dạ, em tên Nguyễn Thị Gái và năm nay em 22 tuổi. Dạ, em vào năm em 6 tuổi, nay được 16 năm rồi. Dạ, em về với mẹ. Mẹ em nay kiểu như bả bị bệnh á, bả ở quê luôn. Nay em đi xe một mình. Em ở Phú Yên. Dạ, em bán giấy số. Ngày em bán có 200 mấy tờ. Dạ, đúng rồi, em bị bẩm sinh từ nhỏ trong bụng mẹ luôn. Lúc đó có nhiều lúc tự nhiên suy nghĩ ôi mình cũng là con người, tại sao tự nhiên sinh ra rồi bị vậy, cái tự nhiên buồn ngang vậy á. Dạ, ba em thì cũng ở quê luôn. Ông hồi kia ông bị tai nạn xe, cái bị gãy chân, hôm nay cũng đi nhắc nhắc thôi, yếu. Dạ, cũng khó khăn nhiều, nhưng mà kiểu như mình cũng cố gắng thôi. Tự nhiên không biết mình gây nghiệp gì nữa, tự nhiên cái bị gì rồi này nọ, nói chung suy nghĩ tùm lum hết trơn á. Em tủi thân mà đến nỗi em stress luôn á. Những lúc stress thì bắt đầu em ngồi em suy nghĩ đã xong cái hay là khóc đã xong rồi hả? Rồi thôi à, bắt đầu cái ngày mai vẫn đi bán bình thường. Thì em nghĩ về những bạn mà bị nặng hơn em á, họ vẫn sống thì em mấy chị em không sống được. Dạ em có người yêu rồi. Dạ. Dạ em quen được nửa năm. Nói chung anh đó cũng gần nhà, cũng là một cái duyên thôi anh. Tại hồi kia là em nghĩ em chưa quen ảnh á, thì em nghĩ là em độc thân tới già luôn. Nhưng mà sao thời ảnh theo đuổi quá nên là em chấp nhận. Anh ấy chân thành. Dạ thì anh ấy cũng bị giật điện á, cũng cái tay cũng bị có tật nên là ảnh cũng đi bán giấy số luôn. Dạ ở chung nhà nãy luôn đó. Thì hai đứa sau khi có những lúc đi bán xong á, thì ảnh thường thì hai đứa sẽ ra đi ăn cái nhân chiên ngoài lề đường, mua nước mía uống, hoặc là có những lúc mà người ta cho những cái bánh bao từ thiện á, ảnh bỉ cho em một nửa, anh một nửa. Dạ. Lúc đó em thấy như thế nào? Tự nhiên em thấy dù cuộc sống không có tiền lắm nhưng mà cũng hạnh phúc. Dạ hai đứa em cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi nhưng mà tạm thời thì chưa có vốn nên là chưa tính đến cái bước hôn nhân. Dạ cái nhà em ở đó thì mọi người ở đó đẩy thiện á anh. Đẩy thiện à? Dạ đẩy thiện á. Kiểu gì cả? Nghe dạ thì đầu là em không có chịu, xong cái mấy cô mấy chú cứ nói là thấy tính ảnh cũng tốt mà với lại á em cũng cần một bờ vai vừa giảm nữa, sau này được á thì hai đứa tiến đến hôn nhân, rồi sau đó thì sau này có con về về cũng đỡ cô đơn nữa, rồi về cũng có gia đình nhận bữa cơm nữa. Mấy cô mấy chú đẩy thiện quá trời luôn. Cái sau này cái em mới thấy ảnh được cái chân thành thì em bắt đầu mới chấp nhận. Mình con gái mới lớn mà anh, với lại lần đầu nữa. Dạ. Dạ. Bao lâu? Dạ tầm 4 tháng. Dữ trời. Dạ. Thì em thấy vui, với lại trên thế giới này thì ra cũng có một người yêu thương mình này. Thời gian dần qua cũng chẳng là phơi gió. Đập tắt hoài nghi và lâu mơ kia. Khi xưa buồn đau kia bây giờ đã có. Vâng ạ, anh chị học viên thân mến, thì vừa rồi Mai Hương muốn gửi một thông điệp thông qua một video do DCI Việt Nam, cộng đồng DCI Việt Nam thực hiện ạ. DCI Việt Nam có một cái kênh TikTok là DCI Việt Nam chuyên đi lan tỏa những câu chuyện như thế này để mang tới những cái điều tử tế trong cuộc sống. Anh chị có thể follow ha. Thì anh chị có thể thấy câu chuyện vừa rồi thì mình cảm nhận cái điều gì ạ? Chắc là chúng ta sẽ cảm thấy thực sự thì cuộc sống của mình đang tốt hơn rất nhiều người ở ngoài kia, đúng không? Để mình có thể trân trọng và mình cảm thấy bình an hơn ở trong cuộc sống này, đúng không ạ? Giống như thầy Minh Niệm có nói thì hầu hết mình không hài lòng cuộc sống của mình mà mình bỏ quên là điều kiện hạnh phúc mình thực sự đang có là gì. Mình sở hữu đôi chân hoặc sở hữu cái đôi tay hơn cái chị vừa rồi, nhưng mà liệu mình có được cái năng lượng tích cực đấy không? Mình có được cái sự vui vẻ đấy không? Mình có được cái sự đón nhận cuộc sống một cách vô tư như được vậy không, đúng không? Trong khi chúng ta đang có tay, có chân, có đầy đủ sức khỏe và chúng ta lại lôi nhau vào những cái sự áp lực vào trong cuộc sống và chúng ta mất đi cái sự bình an. Trong khi ngoài kia có thể có rất nhiều cái trường hợp khác, họ không được lành lặn như mình nhưng lại có được cái sự bình an thực sự, có cái sự năng lượng rất là tích cực. Và hãy thả tim, thả hoa cho trường hợp vừa rồi ạ. Mai Hương rất mong muốn lan tỏa cái năng lượng tích cực này dành tới cho tất cả anh chị ạ. Và anh chị học viên thân mến, giống như chị Hà chia sẻ đến bây giờ, Mai Hương cũng rất muốn chị Hà có thể sau cái video vừa rồi thì chị có cái cảm nhận gì và muốn có lời khuyên gì tới tất cả anh chị học viên đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là ứng dụng năng đoạn kim cương để có được sự bình an trong cuộc sống không ạ? Em xin mời chị. Rất là tuyệt vời, cảm ơn Mai Hương. Chúng ta nhìn thấy một cái video mà rất là chạm đúng không cả nhà? Thực sự là nó càng khiến cho Hà cảm thấy có động lực hơn để chúng ta có thể thực sự sống tốt, thực sự bình an, thực sự hạnh phúc, để rồi mình lan tỏa cái điều tuyệt vời này đúng không ạ? Có một cái từ khóa mà Hà học được, một cái bài học mà Hà học được từ trong cái video này của cô bé, đó chính là cái cách mà bạn ứng xử với những điều mà nó diễn ra trong cuộc sống của mình. Nhà mình có nhìn thấy điều đó không ạ? Cái cách mà bạn ứng xử, có thể là gì? Nếu bạn nhìn vào cái gọi là những cái khuyết điểm của mình đi, nhà cửa chưa có, tiền cũng không có, hôn nhân cũng chưa có, mình thì cơ thể cũng không được khỏe mạnh vân vân, đúng không nào? Thì có lẽ nó sẽ rất là bi kịch đúng không ạ? Nhưng mà trong video này thì chúng ta chỉ nhìn thấy một cái hạnh phúc rất là chân thành. Nên cái điều mà Hà muốn nói đó chính là một cái từ khóa thứ ba. Ngày mai Hà mang đến ba cái điều mà với chúng ta đúng không ạ? Cái điều đầu tiên đó chính là câu chuyện cây bút. Hãy nghe câu chuyện cây bút, hãy ứng dụng câu chuyện cây bút, hãy thực hành câu chuyện cây bút, và chúng ta sẽ có được trí tuệ, để từ đấy chúng ta có được bình an. Cái thứ hai đó là gì ạ? Đó là chúng ta thiền định đúng không nào? Để chúng ta quay ở bên trong và chúng ta làm mạnh cái nội lực của mình. Và cái từ khóa thứ ba đó chính là cái điều này: cách mà chúng ta phản ứng với mọi vật, mọi việc, mọi người mình gặp, mọi việc xảy đến với mình trong cuộc đời. Đây là một bài học cực kỳ quan trọng để chúng ta trưởng thành và bình an ạ. Và từ khóa đó nó không có cách nào khác, đó chính là quản trị được cái gì ạ? Cái cảm xúc của chúng ta đúng không cả nhà? Bởi vì sự việc nó vẫn đến, mọi người chúng ta vẫn gặp, và gì ạ? Và cảm xúc hay là những việc không mong muốn nó vẫn đến đúng không ạ? Vậy làm sao để chúng ta có thể có một cái cảm xúc mà hay gọi nó là cảm xúc kim cương đấy cả nhà? Có nghĩa là dù bất kể cái điều gì, gọi là mưa, gió, bão táp ở ngoài có diễn ra, thì mình vẫn có một cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Hà lấy ví dụ, chúng ta rất hay giận dữ với vợ hoặc chồng của mình, đúng không ạ? Hà lấy ví dụ, chồng hôm nay mà gì ạ, mình mặc một cái váy đẹp lên mà mình thấy rất đẹp, anh khen, anh chê xấu thế là mình đã điên rồi, có đúng không ạ? Chồng hôm nay mà về muộn một cái, đi nhậu nhẹt với bạn bè gì đấy là mình cũng đã thấy bực mình rồi. Vợ về nhà mà càu nhau cái là mình cũng gì ạ, cũng thấy cảm thấy khó chịu và giận dữ rồi đúng không cả nhà? Mình rất là dễ dàng để có thể phản ứng giận dữ lại. Đối tượng thứ hai ạ, chúng ta rất là hay giận dữ với con của mình. Đây là một bài học mà Hà học được rất sâu sắc. Đối với cá nhân Hà thì mình dễ giận dữ với con lắm cả nhà. Bạn ấy bày bừa ra, bạn ấy nói mình nói bạn ấy không nghe lời, tại sao con không có tập trung, tại sao con không có ngoan, tại sao con không thế này thế kia, và mình rất là dễ giận dữ lên con của mình. Sau đó bắt đầu mới dễ dàng, ví dụ gặp Mai Hương rất dễ dàng là chúng ta cười với nhau đúng không ạ? Mai Hương có làm gì đó mà mình không hài lòng thì mình chắc là mình cũng chẳng nói gì Mai Hương đâu, đúng không cả nhà? Mình cứ lẳng lặng thế thôi, không giận dữ. Nhưng với những người thân của chúng ta cực kỳ giận dữ. À đúng rồi ạ, thầy Bình nói với chúng ta rằng đó là một nghịch lý. Trong buổi ôn tập của DCI Level 10 về quản trị cảm xúc, thì thầy nói rằng là có một cái nghịch lý là con người ta thường lừa cái người mà hay tin mình nhất. Và thường gì ạ? Và thường giận dữ với những người mà mình yêu thương nhiều nhất, gần gũi nhiều nhất. Có đúng không cả nhà? Chúng ta có biết tại sao không ạ? Chúng ta có biết vì sao mình hay thường bắt nạt chồng mình, bắt nạt con mình, và thậm chí Hà không biết ở đây có bạn nào là phụ nữ không ạ? Mình đã từng rất dễ cáu như cả nhà, chứ không hẳn là giận dữ với mẹ đẻ của mình ạ. Có không ạ? Với mẹ chồng thì một dạ hai phân. Nhưng mà với mẹ đẻ thì gì ạ? Ui, một tí thôi là cáu, thôi mẹ đừng có nói, con biết rồi. Và làm sao chúng ta có thể bình an được nếu cảm xúc của chúng ta cứ như vậy ạ? Làm sao chúng ta có thể bình an được nếu chúng ta dễ giận như vậy ạ? Chúng ta dễ cáu như vậy ạ? Dễ khó chịu như vậy ạ? Nên cái bí quyết số 3 mà muốn chúng ta hãy đào sâu vào nó, đó chính là để có được sự bình an thì mình phải tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện cách thức để có thể chiến thắng cái sự giận dữ bên trong của mình và những cảm xúc tiêu cực của mình. Hà nói là chiến thắng cả nhà ha, chứ không phải là quản trị nữa. Tất cả chúng ta đều có một cái điểm chung là cơn sân. Sân cả nhà, sự sân giận đó. Tất cả chúng ta đều như vậy. Và chúng ta đều cần phải chiến đấu với nó. Vậy nên để có thể bình an trong tâm trí thì hãy có thể hãy học cách để có thể chiến thắng nó. Và bản thân Hà, cái sự bình an của Hà nó tăng lên đáng kể, nó là bởi vì điều này ạ. Sau khi mà mình, ngày xưa Hà rất là cá tính, mình là một người sếp rất là hay giận dữ với nhân viên, mình là một người mẹ rất hay giận dữ và cáu với con. Và đến khi mà mình học được DCI, hồi đấy học DCI level 10, DCI đầu tiên này, xong bắt đầu học lên DCI level 10, thì thực sự nó là một sự biến chuyển rất lớn đối với Hà. Vậy có một cái từ khóa trong DCI level 10, có một cái bí quyết khá đơn giản. Cái bí quyết này ngày hôm nay Hà không đủ thời gian, vì là 9:16 rồi nhé cả nhà nhé. Chúng ta có thể lên trên YouTube của Năng Đoạn Kim Cương. Ở trong đó có một cái từ khóa, chúng ta hãy search câu chuyện hai người chồng. Đây là câu chuyện có thầy cái Michael Rose của chúng ta có kể ở trên ở cái kênh YouTube, đúng không Mai Hương? Hãy nghe câu chuyện này. Bí quyết đầu tiên để có thể chiến thắng được cái sự giận dữ, để có thể stop được những cái cảm xúc tiêu cực của chúng ta, đó là chúng ta phải đánh vào từ khóa trí tuệ. Khi chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới thoát khỏi được sự giận dữ. Và trí tuệ ở đây là trí tuệ của việc khi mọi vật, mọi việc, mọi người đến và làm những điều mình khó chịu, thì lúc đó thay vì mình quát mắng, thay vì mình giận dữ, thay vì mình cau có khó chịu, thì mình vội nhớ đến rằng cái người khó chịu Mai Hương này đến từ ai vậy? Cái người con mà không tập trung trong học tập đến từ ai vậy cả nhà? Cái người chồng mà chẳng hề lãng mạn với mình một tí nào đến từ ai vậy? Người mẹ mà suốt ngày càu nhau với mình đến từ ai vậy? Ngay bây giờ thì chúng ta rất dễ để nói rằng đến từ mình. Nhưng lúc đó thì làm sao cả nhà? Vứt sang một bên, đúng không ạ? Mắng cái đã, cáu kỉnh cái đã. Em thừa biết là đến từ phía mình, nhưng mà anh ấy sai mà. Tại sao anh lại không giữ lời với em? Anh bảo em là về lúc 10 giờ, 10 giờ, 12 giờ anh chưa thấy về. Em thừa biết là mọi thứ đến từ phía mình, nhưng rõ ràng con của em không có tập trung mà em nói bao nhiêu lần rồi. Em thừa biết đến từ phía mình, nhưng lần này thì không. Rất dễ để chúng ta làm điều đó, và như vậy thì không bình an nổi. Vậy nên cái bí quyết mà Hà bật mí xíu thôi. Một, hãy nghe và kể câu chuyện hai người chồng mỗi ngày. Bật lại cho Hà câu chuyện hai người chồng, hoặc là câu chuyện gây bút cũng được. Nhưng đặc biệt là câu chuyện hai người chồng để xử lý về mặt cảm xúc. Hà đã liên tục trong vòng 1 năm cả nhà ha, gần như liên tục có một vài ngày bị ngắt, nhưng 365 lần kể những bài học của câu chuyện hai người chồng cho một người chị của mình và con của mình. Đó là cái điều mà Hà đã làm để khiến cho sự giận dữ của Hà nó từ cái level 9,5 mà thầy Bình hay gọi là máu chó xuống còn level không có hết đâu cả nhà, nhưng nó xuống còn khoảng tầm cỡ 2-3. Là đó một cái sự rất là nỗ lực lớn lao đấy ạ. Nên là cái hành trình dạy con Hà, tại vì cái đam mê của Hà ấy là dạy các con gieo hạt cả nhà. Nên là Hà rất là thích ứng dụng cái điều đó, nên là 365 ngày. Vậy thì bí quyết đầu tiên là hãy nghe nó. Và bí quyết thứ hai Hà xin phép lấy từ trong DCI level 10, đó chính là bất kể khi nào mà chúng ta chuẩn bị nổi cơn sân lên, phát điên lên với con, với chồng, với mọi người xung quanh, thì hãy chậm lại cho Hà 3 giây. Bắt đầu đến cho Hà 1, 2, 3, sau bắt đầu mới mắng á. Ví dụ Mai Hương mà làm hư, đúng không? Mai Hương không chịu học bài, đúng không? Bắt đầu chuẩn bị 1, 2, 3. Tại sao mày nói mà Mai Hương không học bài hả Mai Hương? Ví dụ như vậy, nhà mình hiểu không ạ? Đếm 1, 2, 3. Chậm lại 3 giây. Chậm lại 3 giây. Trong 3 giây đó nhầm câu thần chú: chẳng có bất kể một cô Mai Hương nào không đến từ phía mình. Và bắt đầu mắng gì thì mắng sau ạ. Được không cả nhà? Chậm 3 giây thôi. Đây là một cái sự khó khăn rất lớn mà Hà đã thực hành nó mà. Mỗi ngày nỗ lực để chậm lại 3 giây khoảng tầm cỡ 5 lần thôi đã là một sự nỗ lực lớn lao ạ. Nhưng nhà mình hãy thử, vì Hà đã trải nghiệm. Và đó là 2 cách mà Hà làm để có thể thực sự chiến thắng được cái sự giận dữ của mình. Và nếu sau này có 1-2 lần giận dữ gì đó thì cũng rất nhanh sau đó là mình quay trở lại với trí tuệ. Chúng ta sẽ không có bất kỳ một trí thông minh cảm xúc nào có thể cứu được chúng ta nếu mình không có trí tuệ. Và trí tuệ kim cương đó là không có bất kể cái gì ở ngoài kia. Những điều xấu này, những hành vi này, những ứng xử này của mọi người không đến từ phía mình. Rồi, đấy là cái bí quyết mà Hà xin phép được chia sẻ cùng với cả nhà mình ha, trong DCI level 10 mà Hà học được. Siêu hay luôn cả nhà. Vâng ạ, anh chị học viên thân mến, vừa rồi cô Hà đã có một cái mà cảnh báo Mai Hương cũng cảm thấy vỡ lẽ, bởi vì là Chúng ta đôi khi không bình an được bởi vì chúng ta không kiểm soát được cảm xúc của mình, đúng không? Ở đây anh chị nào không kiểm soát được những cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là cái sự nóng giận của mình ạ. Giống như cô Hà của ngày trước hoặc là Mai Hương của ngày xưa, comment giúp Mai Hương số 3 được không ạ? Wow, nhiều số 3 vậy. Đồng bọn của thầy Bình. Thầy Bình có một đội ngũ MC gọi là thầy Bình hay bảo là màu chó. Rất là nhiều ạ, số 3 đấy ạ. Đấy là sự nóng giận ạ. Và cô Hà chia sẻ một cái bí quyết mà Mai Hương nhắc lại tất cả anh chị hãy cùng thực hành ha. Đấy là câu chuyện hai người chồng. Và trong câu chuyện hai người chồng thì cũng được kể ở trong DCI cấp độ 4. Nội dung của DCI cấp độ 4 là nghiệp tình yêu, hành trình kiến tạo hạnh phúc. Anh chị nào mà đang có những cái cảm xúc cực kỳ nóng giận với vợ, với chồng mình, với con cái mình thì có thể đến với chương trình DCI cấp độ 4 nghiệp tình yêu ha, để mình biết được bí quyết tìm kiếm, gìn giữ, chung sống hạnh phúc và cùng chung chỉ hướng với mối quan hệ của mình nha. Thì Mai Hương, nãy cô Hà nhắc thì Mai Hương mình nhớ, hóa ra một trong những nguyên nhân mà chúng ta không có được sự bình an đấy là cái sự nóng giận và sân hận. Vậy thì chúc cho mọi người ứng dụng được năng đoạn kim cương để anh chị vượt qua được cái sự sân hận và đặc biệt là kìm hãm bớt cái sự nóng giận của mình đi. Bớt vào cái tập đoàn của thầy Bình đi. Chúng ta làm một tập đoàn mới ạ, được không ạ? Vâng ạ, biết ơn cô Hà vì những thông điệp vừa rồi dành cho tất cả anh chị học viên ạ. Anh chị học viên thân mến, thì ngày hôm nay DCI Việt Nam với chủ đích gieo hạt trí tuệ cho tất cả anh chị học viên sẽ kết thúc tại đây ạ. Và anh chị học viên thân mến, hãy cùng Mai Hương chúng ta thả thật là nhiều tim, thả thật là nhiều hoa, dành một lời biết ơn trân trọng tới cô Nguyễn Hà. Bởi vì những chia sẻ quá là tuyệt vời ngày hôm nay, đúng không ạ? Những chia sẻ vô cùng giá trị và đặc biệt cực kỳ chân thành và xúc động ạ. Won't believe we've had our way, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no. Heaven or gold, 'cause I got you, don't wanna show. Stay in bed, I still got the feeling that you're next to me. Stuck in my head, when lights go off, you're everything that I could ever want. Your touch so soft, not looking for no, no, no.